Xin chào mừng tất cả quý vị đến với DST Pod. Chào mừng các bạn đến với DST Pod, chuỗi podcast với tên gọi My Hacker. Đây sẽ là nơi mà Tiến mời đến những vị khách mời hết sức đặc biệt và cùng hack xem suy nghĩ của họ là gì. Giữ hào quang nó khó hơn tìm lại rất nhiều, khó hơn gấp ngàn lần luôn á. Thảo Mai, chị đây hoàn toàn là người không hề Thảo Mai, không biết Thảo Mai và ngại về những điều này. Minh Tú đi học bởi vì Minh Tú nhận thức là mình cần những cái kiến thức đó và nó tốt cho cuộc sống của mình. Khi mà em thi Hoa hậu Hòa Bình á, mọi người nói là Mai Ngô hả? Không có cửa đâu. Em trả lời thẳng, không phải quay đại gia, vì em chính là đại gia của bản thân mình rồi. Phải chấp nhận thương đau làng, thời trang là cái thay đổi. Mình không được phép giữ cái tư duy là tao già tao lên lão làng. Nếu như cuộc đời là một bài toán, hãy cùng xem họ sẽ giải bài toán đó như thế nào. Thời đại của siêu mẫu đang quay trở lại. Mai Hương của ngày xưa đã chết rồi. Có những khoảng thời gian em muốn bỏ nghề. Mẹ cho con vay tiền, còn không con đi làm gái dạng chim. Ước mơ của em lúc đó đơn giản lắm, chỉ cần một ngày đủ ba bữa ăn, đó là ước mơ của em. Xin chào tất cả các bạn, lại là Dược sĩ Tiến đây và Tiến rất vui khi mà ngày hôm nay lại có thể quay lại với tất cả mọi người với cái chuỗi series podcast DST Pod. Và lần này thì Tiến cũng sẽ tiếp tục giới thiệu một cái vị khách mời đặc biệt nữa. Hầu như là cái số nào Tiến cũng giới thiệu là khách mời đặc biệt cả, nhưng mà lần này đặc biệt thiệt mọi người. Cô ấy là một cái người không chỉ đặc biệt đối với Tiến đâu, mà còn đặc biệt đối với cả cái series podcast này của Tiến nữa, bởi vì chính cô ấy là cái người đã tạo cho Tiến cái động lực và cái suy nghĩ rằng là mình cần phải làm cái podcast này. Trong một cái lần mà cô ấy mời Tiến đến và tham gia vào một số trong cái series podcast Nhật ký ban công của cô ấy, vô tình cái số đó với những cái chia sẻ của Tiến thì Tiến được rất là nhiều những cái vị khán giả ủng hộ nè, quan tâm nè, rồi kể cả các anh chị em đồng nghiệp cũng nhắn tin cho Tiến nói là ôi Tiến ơi, Tiến nói chuyện hay quá, Tiến nói nữa đi. Đó là cái lý do tại sao mà Tiến nghĩ là mình cần phải làm cái chuỗi series podcast của riêng mình với những cái vị khách mời đặc biệt, hoa hậu siêu mẫu Minh Tú. Xin chào anh Tiến. Minh Tú xin gửi lời chào đến tất cả khán thính giả của chương trình DST Boss. Và Minh Tú rất là vui và vinh hạnh khi được đồng hành là vị khách mời của ngày hôm nay. Cảm xúc của Minh Tú hôm nay như thế nào khi mà lần trước là Tú ngồi, Tú hỏi anh trả lời, Tú làm host. Rồi bây giờ lại quay ngược trở lại là anh làm host và anh mời Tú đến đây để Tú chia sẻ. Thật sự mà nói thì hồi nãy khi mà đi trên xe, cảm xúc của em rất là bình thường, rất là thoải mái. Bởi vì em nghĩ là mình đâu phải làm host đâu, mình là khách mời mà. Thì người ta hỏi mình gì mình sẽ chia sẻ. Nhưng mà khi đến đây em có một chút xíu xúc động và hơi một chút xíu bồi hồi một chút xíu. Bởi vì khi mà em nghe anh nói là cái podcast của em là cái động lực, là cái nguồn cảm hứng để anh có thể làm cái chuỗi DST Pod này của anh, thì lúc đó em tưởng là giỡn. Khi mà em được nghe những cái lời chia sẻ chân thành của anh thì em cảm thấy rất là hạnh phúc. Và em rất là vui khi mà anh có thể thực hiện một cái podcast riêng của anh để mà nhiều bạn trẻ hoặc là những bạn đồng trang lứa với em có thể lắng nghe được anh nhiều hơn. Những cái trải nghiệm của anh cũng là một trong những cái bí kíp mà các bạn có thể chia sẻ hoặc là các bạn có thể học hỏi từ đó. Series podcast này là anh cũng là cố gắng mời các khách mời tới đây, thì với mỗi một khách mời họ sẽ có một cái câu chuyện riêng và họ cũng đã từng trải qua những cái vấn đề riêng ở thời tuổi trẻ của họ. Và cứ mỗi một lần mà khách mời kể về cái câu chuyện của họ thì bắt đầu anh với khách mời cùng ngồi bóc tách coi là cái vấn đề đó nó thực sự là như thế nào, cái cách mà khách mời đã trải qua và đã vượt qua những cái vấn đề đó ra sao. Và bây giờ mình có thể công thức hóa nó một cách cụ thể hơn là nếu mà các bạn rơi trong cái trường hợp tương tự thì các bạn sẽ làm như thế nào, để giống như là mình sẽ có một cái gì đó cho các bạn tham khảo gì đó. Hoặc là ít ra là không tham khảo được vì cái hoàn cảnh không có giống nhau lắm, thì mọi người cũng sẽ thấy là ít ra tôi không có cô đơn trên cái cuộc đời này, bởi vì cũng có cái người nổi tiếng đó bị vấn đề giống tôi, hoặc là cũng có một cái người chị đó cũng đã từng trải qua vấn đề như vậy và họ đã qua được, thì có cái lòng tin cho các bạn để các bạn vượt qua vấn đề của họ. Vậy thì anh sẽ không có chào hỏi xã giao nhiều với Tú nữa, nãy giờ mình chào hỏi cũng nhiều dạ rồi vâng. Mình đi vô công việc luôn. Anh muốn hỏi Tú một tí xíu về cái con đường người mẫu của Tú trước đi. Tú bắt đầu với nghề người mẫu như thế nào? Có thể Tú đã chia sẻ nhiều nơi rồi nhưng mà anh chưa được biết. Khi nói câu này ra thì có thể là em cũng hơi kiểu ngại một chút xíu. Nhưng mà em sẽ muốn thành thật hơn. Lý do em chọn con đường người mẫu, cái nghề người mẫu là bởi vì tiền. Lúc đó là em nhớ là em học năm nhất cao đẳng. Đó em vẫn đi làm BG ở trong siêu thị, đứng cả ngày, sẽ xếp theo ca. Sáng em học buổi sáng thì buổi chiều tối em sẽ đi làm. Còn ngày nào mà không có cái công việc đó thì em sẽ đi làm lễ tân ở quán cà phê. Thì khoảng được 8 tháng thì có một cái anh, ảnh mới hỏi em là em cao vậy sao em đi làm người mẫu đi. Đi làm người mẫu đi diễn chỉ có 4-5 tiếng thôi, em sẽ kiếm được 250 ngàn. Còn đi làm BG đứng từ sáng cho đến chiều tối luôn chỉ có được 150 ngàn thôi.
cái cô gái mà 18 tuổi, thật sự thì em rất là cần tiền để trang trải cuộc sống của em. Thì lúc đó em bước vào cái nghề là bởi vì cái mục tiêu đầu tiên là em muốn kiếm tiền để em vừa đóng tiền học mà vừa có thể làm nhiều thứ khác nữa. Anh nghĩ là cái mục tiêu là tiền không có gì mà phải đáng xấu hổ hết. Cho dù như thế nào thì kể cả bây giờ như tất cả những việc anh làm, anh cũng chỉ đang thỏa mãn cái mục đích của mình, đó là kiếm tiền thôi. Đa số khi em nghe mọi người chia sẻ về cái nghề người ta họ thích, họ sẽ nói là tôi bước vào nghề này là bởi vì đam mê. Tôi đã ao ước nó từ nhỏ, tôi thích được mà bận quần áo đẹp này nọ. Nhưng mà cái câu chuyện của em thì nó lại ngược lại. Tại vì ngày xưa em là một người có thể khi mà em nói câu này em sẽ không tin. Em là một người rất là tự ti. Em không có nghĩ mình có thể trở thành người mẫu được. Dù là em có chiều cao nhưng mà em không có nghĩ em đủ đẹp để có thể trở thành một người mẫu. Khi mà hồi nhỏ em coi thời trang cuộc sống, em thấy các chị rất là cao nè, đẹp nè, da trắng nè, kiểu như body rất là nóng bỏng, người ta rất là tự tin. Còn em là lúc đó em vừa đen nè, vừa lép nữa, ốm nữa, rồi môi em thì dày. Nói chung là những cái nét đẹp của em lúc đó nó không có được thịnh hành. Nhiều cái lời mà người ta body shaming mình từ nhỏ lớn thì luôn luôn sẽ tạo cho mình một cái áp lực là mình không có đẹp. Từ đó nó xây dựng thành một cái suy nghĩ của em là em không đủ đẹp để trở thành một người mẫu. Chưa bao giờ em có ước mơ trở thành người mẫu hết. Rồi vậy thì cái công việc đó đến với Tú một cách cũng khá tình cờ. Rồi thì dấn thân vào người mẫu như thế nào và lúc nào là cái thời điểm mà Tú bắt đầu yêu thích cái công việc này và nghĩ nó sẽ là trở thành một cái đam mê của mình không? Em nhớ cái show diễn đầu tiên em diễn là ở một cái hội chợ, là cachet lúc là 200 ngàn. Nhưng mà em không biết đi catwalk, em hoàn toàn không có biết, mà em cũng không có giày luôn. Chân của em lại rất là to, chân em tới số 40 rưỡi, 41 lận. Lúc đó thị trường Việt Nam thì đâu có giày to vậy đâu. Anh ba em mới cho em 250 ngàn để em mua giày xuất khẩu. Và em nhớ cái đôi giày đó là cái đôi giày bắt đầu khi mà em đi làm nghề. Đến tận bây giờ em vẫn giữ nó lại, dù là nó cũng xúc đế rất là nhiều lần. Ngày xưa cũng không có nhiều trung tâm đào tạo người mẫu đâu. Tất cả mọi thứ tự mình học, tự mình thấy mấy chị đó đi rồi mình về mình tập trên đôi giày đó. Em phải chạy ra tiệm net, thuê một tiếng là 2.500, em còn nhớ mà. Để em lên YouTube, em coi là mấy cái show, mấy cái chị người mẫu đi như thế nào. Và cả show của mấy chị nước ngoài nữa. Mà ngày xưa em còn nhà quê em đâu có biết nhiều đâu. Em chỉ search những cái show như Chanel, Gucci, hoặc là những người mẫu mà em biết là cùng lắm lúc là chỉ biết chị Naomi Campbell. Đó, tới đó thôi, rồi em search, em xem. Rồi từ từ em tự tập ở nhà em. Cái giai đoạn đầu khi mà Tú bắt đầu tự mình tìm hiểu về cái công việc người mẫu á, là lúc đó phải tìm hiểu bởi vì mình nghĩ là mình đi kiếm tiền rồi mình phải nghiêm túc, mình phải này nọ nọ kia với người ta để mình nhận đồng tiền cho xứng đáng. Hay là lúc đó đã bắt đầu yêu thích cái công việc này rồi? Thú thật mà nói là sẽ là mình phải làm tốt, người ta mới kêu show mình tiếp theo. Nếu mình làm không tốt thì người ta sẽ có sự lựa chọn khác, người ta sẽ không có kêu mình nữa. Vậy thì ở thời điểm đó cũng chỉ vì là mưu sinh thôi. Dạ đúng rồi, mưu sinh. Chính xác từ lúc nào để em biết là em đam mê thì thật sự em không biết rõ chính xác là từ lúc nào. Nó nằm ở trong máu của em. Em cũng không biết rõ là chính xác từ lúc nào. Nhưng mà thời gian đầu của em là em chỉ muốn đây là cái công việc mà mình cảm thấy là mình vừa có thể đi học và vừa có thể kiếm được tiền để đóng tiền học của mình, có thể hỗ trợ mẹ của mình. Và nó không chiếm quá nhiều thời gian. Phải làm tốt cái công việc đó. Bởi vì nếu em không làm tốt thì em sẽ bị đào thải. Ở cái câu chuyện khúc đầu này của Minh Tú thì thấy được một cái điều rằng là để mà làm tốt một cái công việc thì mình sẽ phải cần có cái tính gọi là chủ động cho cái việc tìm hiểu và học hỏi. Thì cái cách mà Tú đã chủ động tìm hiểu đó, thứ nhất là lên mạng coi nè, coi những cái show thời trang nổi tiếng, rồi coi những người mẫu nổi tiếng nè. Cái thứ hai đó là Tú sẽ phải quan sát người mẫu đi chung với mình. Còn gì nữa không? Phương pháp hay cái cách thức nào nữa không? Em nghĩ là lắng nghe, quan sát, đặt ra cho mình một cái thử thách cho bản thân của mình. Mình đi học ở trường cũng vậy, họ dạy mình. Nhưng mà mình có tốt hay không, trưởng thành hơn hay không, tất cả đều phải là do cái ý thức trách nhiệm của bản thân của mình. Từ năm 10 tuổi là em đã đi ra đường kiếm tiền rồi. 10 tuổi là em đã kiếm được đồng tiền đầu tiên. Có thể là do hoàn cảnh sống của em bắt buộc để em có những cái trải nghiệm sớm như vậy. Em sẽ tự ý thức được là để mình tồn tại, mình phải cố gắng. Cái sự tồn tại của mình, cái sự cố gắng của mình không phải chỉ để một bản thân mình tồn tại mà những người mình thương yêu, để mình có thể bảo bọc họ. Lúc ngày xưa nếu mọi người hỏi em khi em còn bé ước mơ của em là gì? Ước mơ của em lúc đó đơn giản lắm, chỉ cần một ngày đủ 3 bữa ăn, đó là ước mơ của em. Sau này khi em lớn lên thì ước mơ của em là
chỉ cần bảo vệ được những người em thương yêu đã là ước mơ của em. Ừ. Cái động lực của Tú lúc đó là cũng chính là những cái ước mơ đơn giản đó của Tú. À, tôi phải cố gắng, tôi phải bường lên, bởi vì tôi còn người để bảo vệ, tôi còn người để chăm lo. Rồi đến khi nào thì cái công việc người mẫu này nó thật sự là cho Tú những cái thành tựu, những cái thành quả hay là một cái sự thay đổi trong cái thu nhập của cuộc sống? Từ khi mà mình mới bước vào nghề khoảng 1 năm á, mọi người nói có thể sống bằng nghề người mẫu không, một cách chuyên nghiệp hay không, thì Minh Tú ngày hôm nay tự tin nói là có thể, để đủ mình trang trải cuộc sống bình thường, không mưu cầu quá cao nha. 1 năm là em đã đủ để có thể cũng chạy show rất là nhiều nơi, nhưng nó đủ để em trang trải cuộc sống của em nè, đủ để trả tiền trọ lúc đó là của em là 1,2 triệu một phòng, phụ điện nước ba mẹ, cũng đủ tiền đóng tiền học. Tất nhiên bù lại là mình phải thật sự chăm chỉ, cái gì cũng nhận hết, và mình cũng phải tử tế trong cách làm việc của mình. Tại vì khi mà mình chuyên nghiệp và tử tế thì cơ hội nó sẽ đến với mình nhiều hơn, từ đó thì cái công việc, cái thu nhập của mình cũng sẽ ổn định hơn. Với một cái cô gái trẻ mà ước mơ lúc đó chỉ đơn giản là kiếm được đủ tiền để lo ba bữa ăn hoặc là để chăm lo được cho người thân của mình, vậy thì tại sao không có những lúc Tú bị sa ngã bởi những cái cám dỗ? Sao cô gái ấy đã đủ tỉnh táo để biết được rằng là mình sẽ phải cố gắng mà mình không chọn một con đường dễ dàng hơn? Cám dỗ nó có chứ, nó luôn luôn ở trong cuộc sống của chúng ta, hiện thực bây giờ hoặc là sau này nó sẽ mãi mãi tồn tại. Đối với em thì nó giống như là những cái thử thách mà vũ trụ mang tới cho mình, và mình có đủ vững tâm để mình vượt qua cái thử thách đó hay không. Không ai mà không thích được kiểu như là một cái cuộc sống nó sung túc hơn. Xung quanh em cũng có rất là nhiều cám dỗ trong cái quá trình em làm nghề. Nhưng em nghĩ cái người mà giúp cho em luôn luôn tỉnh táo đó là mẹ của em. Mẹ của em, hai anh của em là những người mà luôn luôn giúp cho em hiểu được có thể con đường mình đi nó sẽ dài, nó sẽ vất vả hơn con đường tắt, nhưng nó là con đường mà sẽ giúp mình cảm thấy an lòng nhất khi sau này mình trưởng thành rồi. Vậy thì có cái câu nói nào hay bài học nào cụ thể mà Tú nhận được từ mẹ hay là người thân của mình để mà Tú luôn luôn phải giữ cho mình cái sự tỉnh táo không? Hồi xưa, thế hệ trước, họ luôn mong muốn con của mình là đi theo một cái đường lối mà đã được sắp xếp sẵn. Nhà em thì mong muốn em sẽ đi học tài chính để đi ra làm nhân viên ngân hàng bình thường, lương nhà nước và có một cuộc sống nó đơn giản bình thường, rồi lớn lên sẽ lấy chồng, có 2 đứa con. Ừ, cái kiểu ổn đó định thì là được. Dạ, cái kiểu đó. Tại vì anh em thì cũng đã hoạt động trong lĩnh vực đó rồi thì anh em có thể giúp đỡ em sẽ dễ dàng hơn để mình có thể kiếm việc làm. Thì khi mà em rẽ ngang như vậy á, mẹ em và gia đình nội của em sẽ không đồng ý. Đối với họ thì họ không hiểu cái nghề này, và họ nghĩ cái nghề này sẽ là một cái nghề nó rất là trông trên phụ nữ nữa. Con gái mà làm nghề này thì nó rất là nhiều cám dỗ, là rất là nhiều những cái mà người ta hay nói là xuống cao vô loài, nó sẽ rất là bạc và nó không có ổn định. Nhưng mà một là bởi vì cái công việc đó nó giúp cho em kinh tế tốt, cái thứ hai là tự nhiên em cảm thấy là em yêu cái nghề đó, cho nên em đấu tranh để mà em theo đuổi sự nghiệp đó của em. Thì mẹ em có nói với em một câu là có thể cái xuất phát điểm của chúng ta từ một cái tầng lớp rất là bình thường, có thể gọi là xuất phát điểm thấp, nhưng mà một thứ mà con phải luôn luôn mang theo trong người đó là sự tử tế của một con người. Mẹ không có mong cầu con cái gì nhiều hết, chỉ mong cầu con là không đi lầm đường lạc lối. Hai mẹ con thì rất là tâm sự nhiều với nhau, nói chuyện rất là nhiều với nhau. Mẹ em đưa ra cho em một cái điều luật, em nghĩ nó có hơi tâm linh một chút xíu, đó là khi năm 18 tuổi bắt đầu em làm nghề người mẫu cho đến năm em 20 tuổi, tối nào em cũng sẽ chép chú Đại Bi. Nó giống như là một cái lời nhắc, cái lời hứa của em với mẹ em là em sẽ không làm những cái chuyện mà nó không đúng đắn với đạo đức, hoặc là những cái giao kèo mà giữa em và mẹ em. Vậy thì tại sao chỉ tới năm 20 tuổi thôi mà không phải tới bây giờ? Đến năm 20 tuổi thì bắt đầu công việc nó cũng bận hơn. Lúc em bắt đầu trưởng thành hơn, trải qua được nhiều cái thử thách thì mẹ em cũng có niềm tin của em hơn. Năm 20 tuổi em ít viết lại là bởi vì sao? Tại vì em muốn cái lúc mình viết là cái tâm thức của mình hoàn toàn là mình muốn viết. Cái tình cảm mình muốn đặt vào và mình muốn viết, chứ không phải là mình phải làm bởi vì mình bị bắt ép. Kể cả việc đi đến chùa cũng vậy, em sẽ không có phải là đi vào ngày mùng 1 hay 15 như ngày xưa mà em hay kêu em, mà đến tận bây giờ ngày nào mà em cảm thấy trong lòng em muốn tìm về cái nơi yên mình đó thì tự nhiên em sẽ tự đi.
Để cho anh hỏi một chút xíu, đó là cái giai đoạn mà khi Tú mới bắt đầu làm nghề người mẫu, không được gia đình cũng như là bên nội ủng hộ á, thì Tú đã giải quyết cái mâu thuẫn đó như thế nào? Bởi vì anh nghĩ đây cũng sẽ là cái điều mà rất nhiều người gặp phải. Đầu tiên là em giải quyết với mẹ em. Em rất là may mắn tại vì hai anh em luôn luôn là hai người ủng hộ cho những mọi sự quyết định của em. Thậm chí là hai anh còn nhịn ăn, nhịn uống để cho em có tiền để mua những cái gọi là vật dụng để phục vụ cho con đường sự nghiệp của em, như đôi giày. Hoặc là năm em đi thi siêu mẫu đi, 2010, là cần phải có ảnh, anh biết Toàn Trung Cận không? Là lúc đó một cái đứa như em đâu có biết, đâu đó có photo. Anh em là phải đi làm, lúc đó anh em là đi giao tàu hũ. Còn anh ba em là vừa là sinh viên vừa đi làm ở một nhà máy nước. Thì lúc đó em nhớ chính xác là anh em cho em 1.2 triệu, hai người hùng lại 1.2 triệu để ra một cái studio trên đường Nguyễn Trãi để chụp một bộ hình, trong đó là có một bộ bikini và một bộ áo dài để Toàn Trung Cận, để em đủ hồ sơ em nộp đến công ty Cát Tiên Sa để thi siêu mẫu Việt Nam 2010, là em nhớ chính xác. Còn về gia đình nội của em thì nội em nói cái gì đó thì em sẽ im lặng, nhưng mà trong đầu em sẽ luôn luôn nói là em sẽ cố gắng chứng minh là cái con đường mà em đã chọn á, có trách nhiệm với cái sự chọn lựa của em, mà em sẽ cố gắng là cho dù có như thế nào đi nữa thì em cũng sẽ không bao giờ quay về để mà trở thành một cái gánh nặng ở trong gia đình của em. Cái cách mà Tú giải quyết cái sự mâu thuẫn lúc mà gia đình không có ủng hộ Tú khi làm nghề người mẫu chính là nói chuyện với mẹ, tâm tình với mẹ để kiếm một cái người đồng minh cho mình trước, chính là mẹ của mình. Rồi sau đó thì chỉ cần có mẹ ủng hộ thôi thì mình sẽ vững tâm mình làm tiếp cái công việc của mình. Và đôi khi là mình vẫn chưa được những sự ủng hộ của những nơi khác thì mình chứng minh từ từ hay sao? Dạ, thật ra là gì nè, khi mà những cái đứa trẻ mà sinh ra giống như em đi, lớn lên hơi vùi đời một chút xíu, không có nhiều sự kèm cặp của gia đình, thì thật sự mà nói cái việc mà kinh tế nó là cái việc quan trọng nhất. Sẽ không có một cái sự gọi là quá áp lực về việc là bắt buộc con chọn nghề gì. Mẹ em cũng hiện đại là một, thì gia đình nội của em có không đồng ý, nhưng mà gia đình nội em không thể nào ép buộc. Khi em sinh ra là lớn lên thì em lớn với mẹ của em và cô của em, cho nên là lúc nào cũng sẽ xin ý kiến của mẹ và cô hơn. Thật ra nó cũng là một cái sự thoải mái trong cái con đường lựa chọn công việc của em. Rất may là Tú xuyên suốt cái thời gian đó là Tú cũng nói chuyện với mẹ dễ dàng đi. Còn anh thì trong cái thời gian mà anh bắt đầu có những cái công việc riêng và có sự nghiệp riêng của mình thì anh lại không trao đổi được với mẹ của anh. Cứ mỗi một lần mà muốn trao đổi hay muốn đạt tới một cái sự thống nhất gì là cứ phải cãi lộn với nhau. Mẹ nói cái gì mình cũng cãi, ba nói cái gì mình cũng cãi. Và mình không bao giờ đạt được cái sự thống nhất với gia đình hết á. Nhưng mà cho tới một ngày tự nhiên anh nhận ra là à, mình hoàn toàn có thể làm khác. Là lúc này anh chỉ cần lại nói chuyện nhỏ nhẹ, dụ với mẹ. Dụ mẹ, mẹ nào mà không thương con nói ngọt vài ba câu là siêu lòng. Mà dụ được mẹ rồi thì tối mẹ cứ rủ rỉ kế bên ba là xong, cũng xong chuyện. Đối với những cái vấn đề của anh hồi xưa, nếu mà không đạt được thỏa thuận với thế hệ trước, với ba mẹ, chẳng qua là do cái cách tiếp cận của mình thôi. Còn từ khi mà mình bắt đầu khéo léo hơn, mình chịu khó ăn nói nhỏ nhẹ với bố mẹ mình hơn, chịu khó kiếm đồng minh từng chút trong những cái chuyện nhỏ thì những chuyện lớn mình cũng sẽ dễ dàng đạt được cái sự thỏa thuận hơn. Em nghĩ trong nhà em, đồng minh của em là anh hai em. Mẹ em thì luôn luôn phản đối những cái gì em nói ra. Tại vì á, từ nhỏ đến lớn á, em luôn luôn là một cái cá thể rất là đặc biệt. Hai anh của em thì lúc nào cũng ngoan, học giỏi, cái gì cũng ngăn nắp, cái gì cũng giỏi hết. Còn em là út, nhưng mà cái gì của em cũng ngược lại hai người đó. Là con gái nữa mà đi học mời phụ huynh nhiều nhất cũng là em. Đánh lộn nhiều nhất cũng là em. Trời đất ơi. Bài bồ nhiều nhất cũng là em. Tập dở sốc xếp cũng là em. Cái gì mà nó không tốt là em. Mà em luôn luôn muốn em là phải đi theo hai anh em. Và mẹ em luôn nói là tại sao con trai người ta vậy, mà sao con gái con ngược lại hoàn toàn hết. Anh hai em sẽ là đồng minh của em. Nếu như mà em cần chia sẻ cái gì đó, đến cả bây giờ cũng vậy. Thật ra thì em nghĩ là thế hệ nào cũng sẽ có những cái mâu thuẫn. Cũng có lúc em sẽ không thể nào đồng nhất với mẹ em, và có những lúc mẹ em không thể nào hiểu được em. Nhưng anh em thì khác. Anh hai em là người hiểu mẹ em nhất. Mẹ em là ưa ngọt, thích la, thích nói lớn, thẳng thắn, nhưng mà lại thích nghe người ta nói ngọt. Còn em giống như là một cái bản sao mini của mẹ em vậy. Thì mẹ em la là em cũng kiểu không ai nhường ai hết. Thì cuối cùng cái chuyện đó nó cũng như vậy, nó tùm lum la chứ không giải quyết được. Nhưng mà ở cái thời điểm đó thì Minh Tú hồi còn trẻ đó có biết là mẹ mình ưa ngọt không?
Em biết á anh. Mình sao không nói ngọt với mẹ? Nhưng mà tại vì em là bản sao của mẹ em. À là cứ là cái nết nó lại là như vậy, là vậy rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ khi mà lớn hơn rồi, trưởng thành hơn rồi, bây giờ có biết cách ngọt với mẹ chưa? Em không. Vẫn không luôn. Thường thường khi mà một cái chuyện mâu thuẫn xảy ra, em sẽ để cho mẹ em la. La xong em sẽ rời đi. Tối đó em sẽ nhắn tin cho anh hai của em là cái vấn đề nó đang như vậy như vậy. Thì anh hai của em sẽ lựa vào một cái buổi cuối tuần nào đó, anh hai em sẽ về nói chuyện với mẹ em. Rồi xong em sẽ gọi cho mẹ em. Anh hai em phải giải thích cho mẹ em hiểu trước. Bởi vì anh hai em đủ bình tĩnh để giải thích hơn. Dạ đúng rồi. Xong rồi em sẽ gọi cho mẹ em. Thì lúc đó hai mẹ con sẽ nói chuyện được với nhau. Nhưng mà tại sao mình biết được rằng là mẹ mình thích ngọt vậy? Và nếu chỉ cần mình nói ngọt là mình đạt được điều mình muốn, mà tại sao mình không chịu khó chút xíu ta? Nhưng anh nói nghe người ta nói cái câu là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Muốn thì sẽ dời được, bởi vì hồi xưa anh cũng tự mẹ anh vậy đó. Và tới khi mà anh nhận ra được rằng là anh có cái thủ đoạn nó ngon nó ngọt là mẹ sẽ nghe, là anh bắt đầu anh chuyển chiêu liền. Em cũng có thay đổi là em không có trả lời lại mẹ em nữa. Em cũng không có kiểu như là làm cái tình tiết nó tệ hơn, mà em sẽ ngồi lắng nghe mẹ em nói. Nhưng mà em biết rằng nếu như em lại nói ra trong cái thời điểm đó thì em sẽ không kiểm soát được cái cơn khó chịu của em, sẽ nói những cái lời không đúng, cho nên là tốt nhất là em sẽ im lặng và em chỉ dạ thôi. Vậy em sẽ đợi một cái thời điểm nào nó thích hợp hơn, em sẽ ngồi nói chuyện lại với mẹ em. Với công việc người mẫu thì là tới cái thời điểm nào thì là Minh Tú bắt đầu có được những cái thành tựu đầu tiên đánh dấu mà Minh Tú cảm thấy Minh Tú nhớ nhất? Em nghĩ là năm 2013. Khi mà em đoạt giải bạc siêu mẫu Việt Nam, cái danh hiệu đầu tiên mà em có. Lúc mà em đi thi em cũng không có nghĩ là em đoạt giải. Tất nhiên là ai cũng sẽ ao ước, nhưng mà khi mình bước vào thi rồi mình sẽ thấy đạt được cái giải đó nó cũng rất là khó khăn. Và nó dựa vào rất là nhiều yếu tố khác nhau. Cho nên là khi em đạt giải đó thì em cũng rất là vui. Đầu tiên thực tế nhất thì công việc nó cũng tốt hơn, tiền show nó cũng tăng lên, có một cái danh xưng, mình có một cái nhân hiệu rồi, thì khi mình đi làm mình cũng sẽ dễ dàng có dư hơn. Thì bắt đầu từ lúc đó là em sẽ có dư hơn một chút xíu. Chứ còn ngày xưa là chỉ đủ trang trải cuộc sống thôi. Vậy thì ở cái thời điểm mà được xướng tên lên với giải bạc của siêu mẫu Việt Nam á, mình Tú có hiểu cái nguyên nhân tại sao, hay là mình có cái ưu điểm gì mà được các thầy cô, các giám khảo chấm mình được giải bạc không? Lúc thời điểm đó thì em không có nghĩ được nhiều. Còn bây giờ nhìn lại, bây giờ thì em nghĩ là chắc là ở trong một cuộc thi về siêu mẫu Việt Nam thì họ sẽ dựa trên những cái yếu tố kỹ năng catwalk, kỹ năng chụp hình, kỹ năng ứng xử, những cái hoạt động ngoại khóa, thì chắc là những cái điểm đó khi cộng lại thì em ra một cái điểm trung bình. Nhưng mà một Minh Tú phải tự học hết tất cả những điều đó, sao lại có được cái skill mà nó tuyệt vời tới mức là người ta chấm mà được tới giải bạc lận? Vậy thì cái khả năng tự học của Minh Tú tốt, hay là trong thời gian đó mình có hỏi người này góp ý một chút, người kia góp ý một chút, hay là ai có kinh nghiệm truyền đạt gì lại cho mình hay không? Trong suốt quá trình làm nghề của em á, đa số tự học là chính. Khi bắt đầu bước vào cuộc thi thì cũng sẽ có những cái huấn luyện viên, hoặc là năm đó em đi thi thì có chị Võ Hoàng Yến, vừa là giám khảo vừa là huấn luyện viên, thì sẽ train cho tất cả các thí sinh trong cuộc thi đó. Anh Henry cũng là giám khảo thì ảnh cũng vừa train về catwalk, về posing, còn về ứng xử thì cũng là có những cái hoạt động ngoại khóa, những cái buổi mà có những cái master, những cái course người ta sẽ chỉ cho mình, người ta sẽ giảng dạy, thì lúc đó mình lắng nghe. Thực ra thì trong khuôn khổ của một cuộc thi nó diễn ra trong cái thời gian quá ngắn á, thì các huấn luyện viên hay là các người hướng dẫn họ có chỉ thì cũng chỉ được vài điểm mấu chốt, phải rèn luyện kỹ năng thì nó bắt buộc là một cái thời gian dài rồi. Yeah. Nhưng mà Minh Tú không cần ai hết mà Minh Tú vẫn tự học được, thì điều đó chứng tỏ ở Minh Tú đã có một cái năng khiếu, một cái óc quan sát. Trước khi đi thi là em cũng đã có 2 năm để mà em đi làm mẫu rồi. Thì khi em đi diễn em cũng đã thấy, ví dụ như chị Ngọc Nguyên diễn sao, chị Hoàng Yến diễn sao, chị Vũ Thu Phương diễn sao. Lúc đó em đã phân tích ra dáng đi này là dáng đi mổ cò, dáng đi này là dáng đi đánh thông. Em đã tự phân tích ra và em hiểu được là mỗi chị đi như thế này thì sẽ khác nhau như thế nào. Rồi em cũng đã xem rất là nhiều show từ còn bé của chị siêu mẫu Thanh Hằng nè, rồi chị Anh Thư nè, nhiều chị khác nữa. Em sẽ phân tích, em giỏi cái việc quan sát và em học theo cái đó là nhiều nhất. Tại sao nãy giờ anh cứ hỏi xoáy vào cái nội dung này hoài? Bởi vì anh biết được rằng là ngoài kia cũng sẽ có rất là nhiều bạn trẻ yêu thích cái nghề người mẫu này và chưa có cái cơ hội để được tiếp xúc hay là được đi học gì cả. Với cái cách của Minh Tú đó là lên mạng coi clip những show thời trang nổi tiếng nè, coi những người mẫu nổi tiếng nè, và trong cái quá trình mình đi làm nghề mình chịu khó, mình để ý, mình quan sát, mình phân tích một tí xíu. Đúng rồi. Chứ còn nếu mà chỉ đi làm xong rồi đi về rồi lãnh tiền thôi và không để ý người xung quanh á, thì đôi khi nó sẽ không có cho mình cái sự thăng tiến, sự tiến bộ được nha. Khi mà mình quan sát á và mình tự phân tích á, mình sẽ học được rất là nhiều. Cũng là một kiểu đi. Nhưng có những người cái thể trạng cơ thể của họ đi cái kiểu đó đẹp, nhưng có những người họ đi cái kiểu đó không đẹp. Cái đó không có ai nói cho mình biết đâu.
mà tự mình quan sát. Tại vì mỗi người sẽ có tỷ lệ cơ thể khác nhau. Có người chân dài, có người lưng dài. Ví dụ như em đi, cái lưng em không có dài, cái chân của em cũng không có dài, nhưng cái phần từ rốn của em xuống cái xương hông của em nó rất là dài. Và cái hông của em to, em không có được cái chân dài. Cho nên khi mà em đi catwalk á, nếu mà em đi theo kiểu high fashion á, em không thể nào đẹp bằng các bạn được. Tại vì các bạn rất là slim, đôi chân nó rất là dài. Thì bắt buộc em sẽ phải nhận ra cái khuyết điểm của em ở đâu và điểm mạnh của em ở đâu. Thì điểm mạnh của em là cái hông. Cho nên em sẽ cố gắng sử dụng nhiều hơn ở phần nhấn hông, để khi em đi ra người ta sẽ nhớ đây là cái kiểu riêng của Minh Tú. Quan trọng là mình phải quan sát, và mình sẽ quan sát rất là nhiều người. Ai thì họ cũng sẽ thể hiện cho mình thấy được cái điểm mạnh và điểm yếu của họ. Và mình phải tự phân tích và mình tự xem là mình phù hợp với cái nào và cái nào là mình không phù hợp. Sẵn đang nói về chuyên môn cho anh hỏi tí xíu, vậy thì trong quan điểm của Minh Tú là cái việc catwalk nó có đúng với sai không? Hay là có bắt buộc phải thế này thế nọ thế kia? Nó có một cái khuôn mẫu nào đó mà bắt buộc các người mẫu phải làm theo không? Theo quan điểm cá nhân của em thôi nha, catwalk nó không có một cái quy chuẩn gọi nào là 100% đúng hay sai. Hồi xưa thì chắc là có thể, nhưng khi mà xã hội hiện đại như bây giờ, kể cả nét đẹp nó còn không có giới hạn như thế nào là đẹp, kể cả catwalk thì nó cũng sẽ không có một cái quy chuẩn nào 100% như vậy là đúng, như vậy là sai. Chỉ là cái bộ đồ này có hợp với cái cách đi này không, và quan trọng nhất là nhà thiết kế họ có happy với cái kiểu đi của người mẫu đó hay không, người mẫu truyền đạt qua cái bộ sưu tập đó hay không. Có những người họ nói là đi người mẫu không được đánh vai, nhưng cũng có rất là nhiều supermodel thế giới, người ta đi người ta vẫn đánh vai và mình thấy nó vẫn rất là bình thường. Quan trọng rằng là nó có hợp với cái bộ sưu tập đó hay không. Áo dài mình phải đi kiểu khác, nhưng mà ví dụ như mình đi đồ bơi thì mình sẽ không thể nào mà đi nó quá kiểu như mà nó quá cứng giống như là đi đồ high fashion được. Tùy theo cái bộ sưu tập và tùy theo cái kiểu đồ, mình sẽ chọn ra một cái kiểu đi thích hợp. Anh hay lên mấy cái group về thời trang và hoa hậu, anh đọc comment của các bạn lắm. Các bạn nói là đi thì phải tôn đồ lên, chứ không có được tôn cái người mẫu hay là cái dáng đi quá nhiều. Vậy thì theo Minh Tú, như thế nào đi là tôn đồ, và khi nào thì mình lại cần phải tôn cái cá tính cá nhân của người mẫu lên? Phân tích ra như vậy, người mẫu thì thường là đi để tôn đồ. Khi trình diễn người mẫu, đa số nói chung nha, tất cả các nhà thiết kế sẽ chọn người mẫu thật là slim, đi có một style thôi, không có thần sắc trên gương mặt nhiều, không có đánh vai nhiều, không có đánh hông quá nhiều. Khi người ta coi, người ta sẽ tập trung vào đồ nhiều. Nhưng một khi bạn đã được chọn một cái tên là điểm nhấn trong cái show, là người ta đang cần bạn, cái tên của bạn, cái nhân hiệu của bạn để làm điểm nhấn trong cái show. Chứ người ta không có cần bạn để bán đồ. Catwalk trình diễn đồ, khi mà bạn đã là một cái nhân tố để mà người ta chọn trong cái show thì nó đòi hỏi bạn có phải có thêm kỹ năng trình diễn sân khấu. Đó là người ta hay nói là tại sao người mẫu đi làm sao, hoa hậu đi làm sao. Người mẫu đi thì người ta sẽ tập trung vào đồ nhiều, nhưng hoa hậu đi thì người ta sẽ tập trung vào bạn nhiều. Trong một cái show diễn, vị trí nào sẽ là phải đi bình thường, còn vị trí nào là sẽ phải đưa cái cá tính cá nhân của mình nhiều hơn? Đối với em, vị trí nào em không quan trọng. Tất cả mọi show diễn em thường em sẽ được note bởi nhà thiết kế. Em không biết mọi người như thế nào, nhưng cá nhân của em, ví dụ như em làm với nhà thiết kế này, với nhà thiết kế Trung Thanh Phong đi, thì anh Trung Thanh Phong là người thích đi catwalk là phải đánh hông thiệt là nhiều, phải rất là kiểu slay, ditchy, kiểu nó rất là dramatic. Nhưng khi em diễn cho Lâm Gia Khang thì Lâm Gia Khang sẽ nói là tôi không có thích đánh hông nhiều, tôi thích nó đơn giản như vậy, basic như vậy. Khi mình lắng nghe thì mình sẽ deliver được cái thông điệp và cái mong muốn của nhà thiết kế. Giống như gần đây em diễn của anh Đỗ Mạnh Cường, Siết Đỗ ở bên Úc. Thì trước khi ra anh Cường cũng note cho những bạn diễn những vị trí mà nó cũng trong cái bộ sưu tập của anh Cường á, những vị trí mà anh Cường đã chọn, thì là anh Cường có nói là các bạn có thể cười nha. Khi mà mọi người diễn thì mọi người cười thôi. Tại vì bộ sưu tập đó của anh Cường là đồ váy maxi, xòe, hoa, mùa xuân. Cho nên anh Cường muốn deliver những cái thông điệp nó vui vẻ, nó mùa hè. Còn tất nhiên những bạn người mẫu nào mà trong xuyên suốt của bộ sưu tập thì anh Cường sẽ muốn là chỉ đi thẳng, không có posing, không có đánh hông nhiều, chỉ đi trình diễn. Những người nào mà được chọn vào những vị trí đặc biệt và nhà thiết kế họ mong muốn sẽ truyền tải được những cái thông điệp này thì họ sẽ note cho mình biết. Hoặc là nếu mình có thắc mắc gì thì mình có thể trao đổi trước. Cho nên mọi thứ mà khi em muốn làm gì trong một cái show diễn đó, em luôn luôn hỏi qua nhà thiết kế là em có được làm cái này hay không? Em có được pose ở đây hay không? Em có được cười hay không? Và mọi cái mà em làm em đã được nhà thiết kế chấp thuận, đồng thuận rồi thì em mới làm. Anh thấy điều đó hợp lý, bởi vì đối với người mẫu thì
nhà thiết kế chính là khách hàng của tụi em và họ dạ, sẽ đúng. Có những cái yêu cầu. Còn đối với nhà thiết kế thì khách hàng của họ chính là công chúng và những cái người mua cái sản phẩm của họ. Cho nên chỉ có họ mới biết là mình sẽ cần phải có cái chiến lược gì để đưa được cái thông điệp tốt nhất và họ bán được nhiều hàng nhất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là khi mà mình làm một người mẫu thì mình sẽ phải tập rất là nhiều kiểu đi, rất là nhiều dáng đi và phải thật sự làm chủ được cơ thể của mình. Để khi đến với nhà thiết kế này họ yêu cầu là phải đánh hông thì mình phải đánh được. Đến nhà thiết kế kia họ yêu cầu phải lắc vai thì phải lắc được. Mà đến nhà thiết kế nọ họ yêu cầu phải đi thật là nền nã thì cũng sẽ phải biến hóa được như vậy. Trên một cái thể trạng cơ thể của con người á, mình không thể nào biến hóa quá nhiều kiểu đi đâu. Mình chỉ có thể là hơi lách hướng qua một chút xíu thôi. Mình có thể đi nhiều kiểu nhưng mà mình sẽ không thể nào hoàn toàn là mình là một con người khác được. Dạ. Trong một cái kiểu đi khác được. Tại vì mình là cái phiên bản của mình mà. Ví dụ như cái hông của em đi, em chỉ cần đi bình thường nó đã đánh rồi. Khi mà em được nói là ừ Minh Tú ơi, cái bộ sưu tập này là bớt đánh hông ha, thì em sẽ hạn chế đánh hông nhất có thể trong cái khả năng của em. Cái bộ sưu tập này nhà thiết kế muốn là anh không có muốn pose ở đầu đường băng, hoặc là anh không có muốn cái vai đánh nhiều, thì mình sẽ nhớ như vậy, mình sẽ cố gắng không đánh vai nhiều. Nhưng có những cái là nó thuộc về gọi là thói quen, đi theo mình nó rất là nhiều năm rồi, cho nên anh để ý dáng đi cũng nhiều người á, có một vai lệch thì đó là thói quen của họ. Khi họ nhìn thấy thì họ sẽ sửa, nhưng mà khi họ không nhìn thấy thì vô thức nó sẽ trở thành cái thói quen cũ. Cho anh hỏi một cái nữa, đó là trong những cái show diễn trước khi mình diễn chính thức á, thì luôn luôn sẽ có một hai buổi rehearsal. Thì trong những cái buổi rehearsal đó thì chắc chắn là nhà thiết kế cũng sẽ phải xem qua cái cách thức mà các người mẫu biểu diễn ở tất cả các vị trí rồi đúng không? Dạ đúng, nhưng mà thật ra rehearsal thì anh cũng biết nó chỉ là khoảng 60-70% diễn ra trên thực tế thôi. Các bạn đâu có bận đồ thật đâu. Hoặc là có những cái chương trình rất là kỹ là cho người mẫu bận đồ mang giày này nọ đi. Cái cảm giác khi mà người ta đi thiệt á, người ta sẽ đi bung xõa hơn khi mà người ta đi tập. Vậy có bao giờ có một cái trường hợp nào đó là sau khi bung xõa nhiều quá ở cái đêm diễn chính thức thì sau đó người mẫu lại bị nhà thiết kế góp ý là ôi em đi gì không đúng ý anh? Có khi nào có chuyện đó xảy ra không? Em không biết với các bạn như thế nào, với em thì em chưa có bị. Tại vì anh đọc được những cái comment là tại sao bạn đó đi là cứ thể hiện cái cá tính của mình mạnh quá này nọ nọ kia, không có tôn đồ lên. Thì em nghĩ là nếu mà nhà thiết kế thứ nhất họ đã duyệt qua, cái thứ hai là vẫn liên tục được các nhà thiết kế mời, thì có nghĩa là cái việc mà diễn hơi mạnh mẽ đó một tí xíu đôi khi cũng là ý đồ của nhà thiết kế và đã được họ đồng ý. Em không phải là nhà thiết kế thì em không trả lời được cái câu này chính xác nhất, nhưng mà em nghĩ nha, khi mà họ đã ngỏ ý mời một người nào đó để mở màn hay là kết màn hay là một điểm nhấn ở trong cái bộ sưu tập của họ thì tất nhiên họ sẽ chọn cái gương mặt phù hợp để họ đủ để truyền tải cái thông điệp của bộ sưu tập đó. Mỗi bộ sưu tập thì nó sẽ có một cái câu chuyện riêng. Nhà thiết kế thì không thể nào kể chuyện bằng lời được, họ chỉ có thể kể chuyện qua quần áo của họ, ánh sáng của show, cách dàn dựng sân khấu, cách nhấn nhá ở trong kiểu đi của người mẫu, hoặc posing hoặc âm nhạc, truyền tải cũng như kể chuyện cái câu chuyện của họ đến với khán giả, tùy theo những cái thông điệp của từng bộ sưu tập mà họ sẽ chọn người phù hợp. Sẵn nói về chuyên môn và nói về show thời trang rồi thì anh hỏi thêm tí xíu nữa. Hiện nay thì mấy bạn cũng hay tranh cãi về cái vị trí là mở màn hay kết màn của một cái show thời trang. Với cái kinh nghiệm lâu năm trong nghề đi của Tú đi, thì theo Tú nghĩ bằng cái quan điểm cá nhân của Tú thôi, thì hai cái vị trí đó mở màn và kết màn thường sẽ được lựa chọn dựa trên những yếu tố nào? Vị trí đó quan trọng mà anh, không chỉ là ở trong nước mình đâu, trên thế giới cũng sẽ như vậy. Một cái mở đầu và một cái kết thúc câu chuyện mà một nhà thiết kế đang muốn kể. Nhà thiết kế người ta sẽ dựa theo nhiều yếu tố khác nhau. Câu chuyện, gương mặt phù hợp, mang tính truyền thông, vóc dáng của người mẫu có phù hợp để mà cân cái bộ đồ đó hay không? Hoặc là tên tuổi của người mẫu đó, giống như trong cái thời điểm đó, nó có thích hợp hay không để tạo hiệu ứng? Mình nói thực tế ra, ngoài trình diễn bộ sưu tập thì ai cũng mong muốn là cái show đó được nhiều người quan tâm. Đồng ý. Để mà mình có thể kể cái câu chuyện của mình. Quan điểm cá nhân của em thì còn trẻ, mọi người hỏi em có muốn trở thành vedette và phát phê không? Tất nhiên là có. Người mẫu nào cũng sẽ muốn nói là có hết, và chắc chắn là có. Nếu mà các bạn nói không có là nó không đúng. Cho nên đó là lý do mà tại sao mình luôn luôn cố gắng một ngày nào đó với cái khả năng của mình, cái thực lực của mình, để mình có thể xuất hiện, được nhà thiết kế chọn ở vị trí phù hợp. Nhưng trách nhiệm của một người làm người mẫu thì em khác một cái là không phải là chỉ xuất hiện đầu hay cuối em mới diễn.
đã là một người mẫu rồi, cái đam mê đó của em là có xuất hiện ở đâu đi chăng nữa thì em cũng sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, cái khả năng của mình và cho cả show diễn. Vậy thì hồi nãy theo như những gì Tú phân tích mà anh cũng thấy hợp lý, đó là tất cả các nhà thiết kế khi mà họ tổ chức những cái show về thời trang, bên cạnh cái việc là trình diễn cho một số lượng có giới hạn những cái khách mời đặc biệt có đến dự trực tiếp cái buổi show hôm đó, thì họ cũng muốn là được truyền thông chú ý, được công chúng chú ý tới, bởi vì đó sẽ là cái hiệu quả để mà họ lan tỏa cái câu chuyện và cái sản phẩm cũng như đứa con tinh thần của mình đi. Anh nghĩ là cái việc lựa chọn First Face hay Verdep một phần phụ thuộc vào cái yếu tố là cái người được chọn đó có thể giúp đỡ được trong cái việc lan tỏa cái thông điệp và được công chúng chú ý tới nhiều hơn hay không. Ở cái khía cạnh người mẫu để mà được chọn vào các vị trí quan trọng, bên cạnh cái việc là mình nghiêm túc với nghề, chuyên môn thật là vững chắc, hiện tại thì bắt buộc người mẫu sẽ phải chú tâm luôn tới cả cái việc là xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình, cái độ nhận biết của mình, một cái cộng đồng những người yêu thích mình, cái sự quan tâm của công chúng về mình. Thì đúng. Lúc đó chắc chắn mình sẽ được cân nhắc nhiều hơn. Tại vì mình đang sống ở một cái xã hội 4.0, nhiều nền tảng để giúp cái công việc mình có thể phát triển tốt hơn. Người mẫu mà mình muốn tồn tại, những người mẫu trẻ bây giờ, mình phải có thêm rất là nhiều kỹ năng. Khi mà mọi thứ nó đang mở rộng như vậy thì cái sự cạnh tranh nó càng cao nữa. Thì mình muốn tồn tại đầu tiên là mình phải hòa hợp, mình phải thích nghi. Thường thường người mẫu hay bị một cái khuyết điểm, đó là rất là rụt rè. Các bạn không có được tự tin như các bạn ở trên sàn diễn catwalk đâu. Thường thường các bạn sẽ rất là tự ti hay rụt rè, ít nói, cho nên nhiều bạn cũng sẽ không có nhiều cơ hội. Em rất muốn thúc đẩy cho các bạn trẻ sẽ làm mạng xã hội nhiều hơn. Bây giờ nó đã qua cái thời mà mình chỉ post ảnh và like hình và comment. Bây giờ là cái lúc mà mình phải nói. Mình phải show cho người ta thấy được những cái cá tính của mình, tính cách hài hước, những cái góc khuất khác của mình mà mình muốn gửi đến khán giả, để ý là mình phải đưa ra được những cái hay ho của mình ngoài cái việc là mình chỉ cao và mình chỉ đi catwalk đẹp, để mình có thể có nhiều cơ hội phát triển hơn. Người mẫu ngày xưa thường có một cái quy tắc là tất cả người mẫu phải cao trên 1m7 thì làm người mẫu. Nhưng mà bây giờ thời trang mở rộng, người ta không phân biệt chiều cao, người ta không phân biệt màu da, người ta không phân biệt cơ thể bạn như thế nào. Vẻ đẹp bây giờ là ai cũng có một cái vẻ đẹp riêng. Thì cái chỉ sự cần mình tin vào nó. Thì bắt buộc người mẫu bây giờ bạn cũng phải có những cái kỹ năng khác. Bạn không nói được thì bạn phải nhảy được. Bạn không nhảy được thì bạn phải hát được, bạn phải đàn được, bạn phải có những cái nhiều kỹ năng. Khi mà một người có nhiều kỹ năng thì tự nhiên mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Không có ai mới bắt đầu một cái gì mà làm tốt hết. Giống như là mọi người nói em, bây giờ Minh Tú nói tốt. Từ cái ngày đầu tiên em cũng như các bạn, em cũng không nói được. Nhưng mà mình sẽ phải học từ từ. Mình phải nhận ra được những cái khuyết điểm đó của mình. Nếu như mà mình không cố gắng, mình cứ sợ, mình cứ rụt rè, mình không thử thì mãi mãi mình cũng sẽ như vậy. Mình sẽ không thay đổi được. Thà là mình thử, bây giờ tôi muốn nói tôi đang thiếu gì, thiếu từ thì học từ đâu. Đầu tiên mình phải nghe nhiều podcast hơn, mình phải nghe nhiều người nói hơn, mình đọc nhiều sách hơn, quan sát nhiều hơn. Mỗi ngày mình sẽ cố gắng hơn. Mình không có cần trở thành ai hết, mình cũng không cần so sánh mình với ai hết. Mình chỉ cần tốt hơn mình của ngày hôm qua, đó là thành công của cuộc đời mình rồi. Nhưng mà cái vấn đề là mình phải phân tích được là hiện tại mình đang thiếu cái gì và phải quyết tâm bổ sung cái đó. Nếu như mình có những cái khát khao và những cái mong muốn nhiều hơn. Hồi nãy Tú nói tới cái việc là làm người mẫu bây giờ không phải chỉ đơn thuần là đi catwalk giỏi nữa mà phải có thêm nhiều cái kỹ năng khác, social cái kiểu để cho được sự nhận biết. Vậy thì theo Tú, cái việc đi thi hoa hậu có phải là một trong những cái cách để được nhiều người nhận biết hơn? Em nghĩ rằng là tùy theo cái mục đích ban đầu mình muốn. Mỗi người chọn đi thi hoa hậu sẽ có mục đích khác nhau. Ngày xưa em muốn đi thi hoa hậu, mục đích của em là em muốn đại diện Việt Nam đi thi. Mỗi một người mình sẽ có mục tiêu khác nhau. Còn tất nhiên khi mình tham gia một cái cuộc thi nào đi chăng nữa, người mẫu, hoa hậu hay là thi hát, thi nhảy, chắc chắn 100% là cái độ nhận diện của bạn sẽ được nhân rộng ra. Rộng nhiều hay ít nó còn phụ thuộc vào cái lan rộng của cái show đó nữa. Anh thấy cũng hợp lý chỗ này, có nghĩa là nếu mà người mẫu mình chỉ làm người mẫu thôi đó, thì nhiều khi mình chỉ xuất hiện trên sàn diễn có một phút đi vô và đi ra, thì người ta chỉ thấy được là một cái skill của mình. Và thật ra lúc đó người ta cũng chỉ chú tâm vào bộ đồ thôi, không có chú tâm vào mình nhiều nữa. Cũng là nếu mà không có thêm những cái hoạt động khác thì đôi khi là mình không có được cái sự nhận diện và người ta cũng không có nhớ tới mình nhiều. Ngoại trừ là những cái người trong nghề hoặc là những nhà thiết kế thì biết mình giỏi thôi. Nhưng cái vấn đề hiện nay đó là cái sự quan tâm của công chúng nó sẽ quyết định rất là nhiều thứ. Thi hoa hậu hay là tham gia các cuộc thi khác, thậm chí thi hát chẳng hạn, cũng là một cái cách để mình nhân rộng và cho người ta biết tới mình. Cho anh hỏi một cái điều nữa, hồi nãy Tú nói là Tú muốn thi hoa hậu chỉ vì là Tú muốn đại diện Việt Nam thôi.
Tại vì anh thấy là hiện tại Tú là một trong những người mẫu đang làm tạo nên cái thương hiệu cá nhân và độ nhận diện rất là tốt. Tú có một cái ekip, một cái ban bệ để giúp Tú là làm cái social nè, rồi làm podcast nè. Và trời, làm podcast ảnh hưởng luôn tới cả một cái người ngoài nghề như anh cũng bị truyền cảm hứng bởi Tú. Vậy thì rõ ràng là cái sức ảnh hưởng của Tú lên rất là nhiều người bởi vì Tú có một chiến lược rất là rõ ràng, một ekip rất là rõ ràng. Vậy thì cái lúc mình đi thi Hoa hậu đó, lúc đó mình có nghĩ rằng là cái việc đi thi Hoa hậu đó nó sẽ giúp cho mình được công chúng biết tới nhiều hơn so với cái mục tiêu đơn thuần ban đầu chỉ là để đại diện Việt Nam thôi không? Thực ra lúc mà em được đại diện đi thi cuộc thi Hoa hậu là năm 2018, là lúc đó em cũng đã 26, 27 tuổi rồi. Lúc đó thật sự em thành thật mà nói, em chỉ đơn giản là em rất muốn đại diện Việt Nam đi thi một lần. Chỉ là cái ước mơ của em thôi, chưa có nghĩ là em sẽ phải làm như thế nào. Em cũng đã từng nghĩ là mình đi thi Hoa hậu Hoàng Vũ ha. Cái năm mà em định đi thi Hoa hậu Hoàng Vũ á, thì nó lại rơi vào cái năm em được chọn đi thi Next Top Model. Và em cũng đã ngồi đấu tranh tâm lý của em. Ước mơ là một chuyện, nhưng mà em là một người rất là lý trí, em hay viết ra được và mất á. Thì cuối cùng em sẽ chọn Next Top Model. Năm cuối cùng là năm 2017, Hoa hậu Hoàng Vũ. Khi mà em đã bước qua 28 tuổi là em không được thi nữa. Lúc đó em sẽ chọn là mình đi thi Hoa hậu Hoàng Vũ hay là mình làm mentor Asia Next Top Model mùa thứ 6. Và cuối cùng thì em vẫn chọn Asia Next Top Model mùa thứ 6. Giấc mơ Hoa hậu đã kết thúc. Thì may mắn sao là năm 2018, cái cơ duyên đến với em tại cuộc thi Miss Supranational. Lúc đó em chỉ biết là em sẽ quyết tâm, tại vì cái cơ hội đó đến với em và cái ước mơ đó nó đến với em. Tất nhiên là lúc đó cũng có rất là nhiều người họ không đồng tình về cái việc là em không thi trong nước nhưng lại được đại diện đi thi quốc tế, nhưng mà em không quan tâm nhiều đâu. Cờ tới tay ai người đó phúc, cái cờ trong tay của em rồi, và rất là nhiều người ủng hộ em, động viên em, thì em chỉ biết cố gắng hết sức trong khả năng của em để mà phất cái lá cờ đó thôi. Khi em đi thi em cũng không có nghĩ nhiều đến việc là mình sẽ được nhiều người quan tâm hay là mình tăng bao nhiêu cái follow. Thật ra cái ngữ của em lúc đó là đi thi là mình sẽ chặt, cố gắng, mình sẽ tập body của mình, rồi mình học Anh văn, rồi mình sẽ phải cháy thiệt là cháy. Em chỉ nghĩ tới đó thôi. Còn hồi nãy em nói người mẫu á, tại sao phải có nhiều kỹ năng hơn? Đơn giản thôi, nghề người mẫu nó là một cái nghề bạc, tuổi thọ của nó ngắn. Bạn phải xác định được là sau cái nghề này bạn làm cái gì. Có người thì chọn làm nhà thiết kế, có người thì chọn kinh doanh photo, giống như bạn Hà Kino thì vừa làm photo brand thời trang. Ví dụ như Tuyết Lan thì Tuyết Lan sẽ ra academy dạy học. Rất là hy hữu một người nào, người mẫu mà được như chị Trang Phạm là có thể làm tới bây giờ. Số đông á, nó không có được vậy, nó chỉ được một hai người thôi. Cho nên bắt buộc nếu mình muốn tồn tại thì mình phải có những cái đặc biệt. Ví dụ như ngày xưa khi mình chưa có TikTok, mình xài Instagram nhiều, nhưng khi TikTok đổ bộ vào, bắt buộc mình phải theo xu hướng và mình phải cập nhật. Nhưng chọn deliver cái content gì, cái thông điệp gì là do mình. Tiêu cực, tích cực hay là chạy theo xu hướng, hay là bền vững, hay là nhất thời, tất cả hoàn toàn là sẽ dựa vào mình. Anh nói là khi em làm content tốt, em làm podcast, thật ra không có ai đè đầu mình ra làm podcast được. Chỉ có bản thân thực sự mình có muốn làm hay không. Khi mà mình đã thực sự muốn làm rồi thì những người xung quanh mới có thể giúp đỡ mình. Anh thấy là sau khi mà Tú đi thi Hoa hậu ở nước ngoài về á, bên cạnh một bộ phận không nhỏ ủng hộ cái danh hiệu Hoa hậu đó của Tú, nhưng mà anh cũng lên các group anh đọc thì đôi khi là những cái sự cười cợt, giễu cợt cái chữ Hoa hậu của Tú. Vậy thì Tú đối diện với cái điều đó như thế nào? Anh không có cần phán xét được rằng là cái danh hiệu đó đúng hay sai. Nhưng anh chỉ muốn biết là khi mà anh hoặc tất cả những cái bạn trẻ ngoài kia bị người ta giễu cợt về một cái thành tích của mình và người ta cho rằng mình không xứng đáng và cái đó nó thế này thế nọ thế kia, thì anh và các bạn ấy phải đối diện với điều đó làm sao? Khi mà em còn trẻ thì em nghe những cái lời đó em hay kiểu như những cái suy nghĩ kiểu nó hơi trẻ trâu, mình sẽ phản ứng lại. Thời điểm này bước qua tuổi 30 rồi, đối với em nó không phải là thứ quan trọng nhất. Tất cả mọi thứ còn lại nó chỉ là cái đệm cho chữ Minh Tú thôi. Em chỉ cần tất cả mọi người nhớ Minh Tú là ai, em đã làm được những gì, cái giá trị em mang đến là gì. Tất nhiên thì khi mình là con người thì bảo đảm ai cũng sẽ mắc sai lầm, không có ai hoàn hảo hết. Đồng ý. Không ai hoàn mỹ hết. Quan trọng là mình thấy được mình sai, nhưng mà mình thấy không, và mình dám đứng lên để mình thay đổi bản thân mình, để mình không phạm vào những cái sai lầm đó nữa hay không, thì đó mới là cái mà đáng trân trọng. Nếu như bước vào một cái chương trình mà bắt buộc chỉ giới thiệu một danh xưng thôi,
thì em muốn giới thiệu em là siêu mẫu Minh Tú hay là hoa hậu Minh Tú? Cái đó em sẽ dựa vào ban tổ chức muốn giới thiệu gì, hoặc đơn giản như cần kêu Minh Tú thôi cũng được. Vậy thì theo em nghĩ là các nhà thiết kế khi mà lựa chọn em vào những vị trí quan trọng trong bộ sưu tập của họ thì bởi vì em là siêu mẫu Minh Tú hay bởi vì em là hoa hậu Minh Tú? Hầu như tất cả các nhà thiết kế đều tâm sự với em lựa chọn em là bởi vì em là Minh Tú. Họ hay nói với em không phải là một người mẫu có hình thể đẹp nhất, cũng không phải đi catwalk đẹp nhất, cũng không phải có gương mặt đẹp nhất, cũng không phải high fashion nhất. Nhưng họ luôn thấy ở em một cái gọi là một cái niềm đam mê, cái sự chuyên nghiệp, một cái sự mà em luôn hết mình với nghề. Khi mà họ chọn em, họ luôn luôn nói với em rằng là ừ Tú ơi, cái bộ sưu tập này của anh á, là anh có người A, người B đi rồi, em có thể đồng hành cùng với anh hay không? Em sẵn sàng đồng hành. Chứ em sẽ không bao giờ là ừ em phải như thế này, em phải bận bộ đồ bự dày, em nổi tiếng rồi em phải dày mới được, hay là em sao mới được. Khi em càng lớn thì người ta nói có một câu đó, mình sống đơn giản đi cho đời mình thanh thản. Cái niềm đam mê, cái niềm hạnh phúc của người mẫu á, là mình được đi catwalk, mình được diễn nhiều show. Nếu mà mình may mắn được đi vị trí đầu hoặc vị cuối thì nó đó là một điều hạnh phúc người mẫu nào cũng mong muốn hết. Bản thân em cũng vậy. Nhưng mà nếu như mình không phù hợp ở bộ sưu tập đó, nhưng mình là một người mẫu và mình đam mê thì xuất hiện ở vị trí nào em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hết. Minh Tú của những năm trước đây được người ta biết đến nhiều và viral khủng khiếp trên cõi mạng nhờ những cái câu phát ngôn mà rất là chất luôn, chất lừ luôn. Chất tới mức mà cho dù anh có muốn cố tình bắt chước hay là nghĩ ra những câu tương tự như vậy anh cũng nghĩ không được. Tại sao Minh Tú của những năm gần đây lại phải thay đổi? Không phải rằng là khi mà mình có những cái phát ngôn mà nó viral được như vậy, mọi người nói cái câu của mình như là cái câu cửa miệng của họ luôn, giống như là muốn thành là thành ngữ luôn vậy đó. Rõ ràng là nó đang là cái lợi ích. Thứ nhất là lợi ích về mặt truyền thông cho Tú nè. Thứ hai là thể hiện cái cá tính của Tú rất mạnh mẽ. Minh Tú nói là à mình cần phải thể hiện cá tính thì được khán giả yêu hơn. Và rõ ràng khán giả rất yêu Minh Tú vì những câu nói đó. Chính những điều đó đã tạo nên một Minh Tú có nhiều cái sự nhận diện về thương hiệu và được mọi người yêu mến sao? Tại sao Tú lại phải thay đổi? Và Tú có sợ rằng cái sự thay đổi này của Tú nó đang làm cho Tú ngày một mất đi cái sự nhận diện và vô tình mình trở nên vô hình? Thật ra em thay đổi là bởi vì bản thân em, bên trong em thay đổi, chứ không phải là bởi vì người ngoài nói cái gì đó hoặc là tác động cái gì đó em mới thay đổi. Trên con đường mình học cách trưởng thành thì mình sẽ nhìn nhận ra những cái nào nó không tốt mà mình nên thay đổi và nên lược bỏ đi. Có thể những cái câu nói ngày xưa nó sẽ rất là kiểu chặt chém, nó sẽ rất là kiểu thể hiện cá tính. Và người ta luôn chờ đợi Minh Tú ở những câu nói đó, các nhà sản xuất luôn tìm kiếm Minh Tú vì những câu nói đó. Nhưng Minh Tú gạt bỏ nó đi thì các nhà sản xuất biết tìm gì ở Minh Tú đây? Nhưng khi em lớn lên rồi thì em sẽ hiểu ở cái lứa tuổi của em, nó không phải đúng hay sai nhưng mà em sẽ cảm thấy nó không phù hợp nữa. Em không muốn ồn ào hoặc là em không muốn chủ động tấn công ai hết. Tại vì em là một người đã từng vô ý cái lời nói của mình tổn thương đến người khác. Và em cũng là một người đã từng bị tổn thương bởi rất là nhiều những cái lời vô ý hoặc hữu ý hoặc là cố ý của những người khác từ ngoài đời cho đến mạng xã hội. Thì em hiểu rằng cái sự tổn thương trong tâm hồn nó là một cái mà nó rất là khó nói. Ví dụ như em té, em đau, ngày mai nó lành. Khi tổn thương trong tâm hồn nó sẽ dây dứt, nó sẽ nhói nhói ở đó hoài. Nếu như mình không thể tách bạch được Minh Tú của công việc trong các show truyền hình thực tế với Minh Tú đời thường thì liệu rằng Minh Tú có quá thiếu chuyên nghiệp không? Ở mỗi một show Minh Tú xuất hiện đều sẽ có những cái cá tính riêng. Cái sự hay ho của Minh Tú nó không phải nằm ở việc là những cái câu viral chuyển nhau trên truyền hình thực tế. Ở một độ tuổi khác nhau thì mình sẽ có những cái mà mình muốn chia sẻ. Cái mục đích khi mình tham gia cái show từ ban đầu nó là gì? Đó không phải là một cái quyết định mang tính chiến lược, mà chỉ đơn thuần là một cái quyết định mang tính hướng về bên trong mình nhiều hơn. Nghĩa là sẽ chỉ làm những cái điều mà Tú cảm thấy phù hợp và thoải mái thôi. Chứ không phải là cái việc thay đổi này là một cái chiến lược gì đó khác của Tú để cho thuận lợi hơn cho hình ảnh của Tú. Nó là một cái quyết định mang tính lý tính và tới độ tuổi này Tú phải thay đổi để Tú sẽ có cái này cái nọ cái kia nhiều hơn. Em sẽ khó trả lời trong câu hỏi của anh, nhưng mà nó sẽ là vậy. Em thật sự thay đổi khá là nhiều khi em kẹt ở Bali. Em có thời gian để mà em sống chậm hơn và em nhìn vào bên trong, em nhìn từ từ vào thì em cảm thấy là em có những cái gì đó không tốt. Có thể những cái câu nói vô ý của mình sẽ khiến người ta tổn thương, thì em cũng không có muốn làm người khác tổn thương. Cái sự nóng giận lúc đó của mình mà mình không kiểm soát được, mình nói đại cho đã cái miệng của mình á, mày nói một rồi tao phải nói một. Đó là cái suy nghĩ lúc mình còn trẻ, nhưng khi mình lớn rồi thì mình sẽ hiểu là chậm lại một chút xíu để mình thấy cái sự việc nó diễn ra rõ hơn và mình có một cái sự
quyết định hoặc những cái hành động và những cái lời nói của mình đó, nó không được quá sai. Tất nhiên chắc chắn mình sẽ sai, nhưng mà mình phải kiểm soát nó ở mức tốt nhất. Anh thấy Tú là nãy giờ cứ dây dứt về một cái điều mà Tú đã từng làm tổn thương người khác. Có thể không cần phải chia sẻ quá chi tiết đâu, nhưng mà Tú có thể nói sơ về cái việc đó là khi Tú nhắc tới điều đó, Tú có rất là nhiều cảm xúc biểu lộ trên gương mặt của mình. Cái miệng của em thì lớn lên ở cái khu cũng như là ồn ào. Cái tính cách nó đi theo em từ khi em còn bé lận cho đến lớn, thì đâu đó nó vẫn sẽ ở trong thói quen của em. Tính em cũng nóng luôn. Cho nên nhiều khi em tức á, em sẽ nói những cái câu nó mang tính sát thương nó rất là cao. Và em từng mất đi một người bạn mà đến bây giờ em vẫn tiếc. Không có cách nào cứu vãn được sao? Người bạn đó là một bạn trai về Việt Nam làm việc. Tụi em chơi với nhau rất là thân. Bạn lớn em 2 tuổi, thân lắm. Từ khi mà em mới bắt đầu làm người mẫu, bạn đó là con trai thẳng nha. Em biết bạn thích em luôn. Và em cũng đã nói với bạn là em không thể nào thích bạn được. Tại vì nếu như mà em với bạn quen nhau á, tụi mình chỉ quen nhau và hạnh phúc cái khúc này thôi, tụi mình sẽ không bao giờ làm bạn được. Tụi em vẫn chơi chung với nhau và bạn đó vẫn có người yêu và em vẫn có người yêu. Trong một lúc đi chơi xảy ra tranh chấp thì em có nói một vài câu mà ngày hôm sau bạn nó xin nghỉ tại công ty Việt Nam và chuyển thẳng đi qua nước ngoài làm luôn. Và từ đó em mất đi một người bạn đó. Đến tận bây giờ tụi em vẫn nói chuyện với nhau, nhưng mà không còn cái người đó ở đây nữa. Hồi xưa mỗi lần em buồn, có chuyện gì vậy nữa, 1-2 giờ sáng em nói ê, ta thèm ăn lẩu cua quá. Dù mai 7 giờ sáng nó đi làm nhưng nó vẫn sẽ đi ăn với em. Hoặc là khi em buồn, có chuyện gì em gọi bạn sẽ nghe. Bây giờ bạn vẫn nghe. Bây giờ em đang trong một cái giai đoạn em rất là nhiều vấn đề, em buồn. Bây giờ bạn sống ở nước ngoài, em sống ở đây, thì cái giờ nó khác nhau, tương tác nó vẫn không được như ngày xưa nữa. Sự cố đó xảy ra là em cố gắng kiểm soát cái sự nóng giận của mình nhiều hơn. Lời nói của em á, nó rất là đay nghiến và đến bây giờ em không bao giờ dám lặp lại. Một Minh Tú của đời sống hàng ngày thì sẽ cần phải có những thay đổi đó. Nhưng mà Minh Tú có thấy tiếc khi mà giết chết cái nhân vật Minh Tú đang rất là viral và rất là hot của mình ở trên mạng xã hội hoặc trong các show truyền hình thực tế không? Anh tạm gọi đó là một cái nhân vật khi mà mình sẽ cần phải lên đó làm việc thôi. Em nghĩ là Minh Tú không có chết. Ai thì cũng sẽ lớn lên và Minh Tú cũng có những cái bước chuyển, nó lớn lên theo thời gian. Có nghĩa là khi em tham gia truyền hình thực tế, em có thay đổi nhưng mà em không có mất đi Minh Tú. Minh Tú vẫn là Minh Tú, vẫn sẽ có những cái cách phản đem. Nó rất là Minh Tú nhưng mà nó trưởng thành hơn một chút xíu thôi. Chứ không phải là ừ thôi bây giờ ai muốn nói gì tôi chỉ ngồi yên. Thì nó không phải em rồi. Mọi người thấy coi show gần đây từ MIQ cho đến Miss Fitness, khi mà tranh luận thì em cũng sẽ bày tỏ quan điểm của mình, tranh luận cho đến cùng. Nhưng mà tất nhiên em sẽ không có nóng tính và quá kiểu đường đột như ngày xưa nữa. Con người mình thì ở mỗi một giai đoạn sẽ có nhận ra những cái thứ quý giá khác nhau, những cái bài học mà mình đôi khi mà mình phải biết là mình cần phải sửa đổi. Sắp tới đi, định hướng của Minh Tú sắp tới là Minh Tú sẽ tiếp tục phát triển bản thân mình như thế nào, định hướng công việc ra sao. Khi mà bắt đầu Minh Tú làm tới podcast, trong cái chiến lược của Minh Tú là Minh Tú đã có những cái dự định và những cái toan tính gì trong đó rồi? Tú có phải là một cái người tham vọng như là anh đã từng chia sẻ rằng anh tham vọng trong cái podcast của Minh Tú nói chuyện với anh? Anh nghĩ em có chiến lược không? Anh nghĩ là phải có, ít nhiều nhiều thôi. Ví dụ như là cái chiến lược nó thể hiện ở đây rằng là Minh Tú cảm thấy là à, ở thời điểm này Minh Tú phải thay đổi, bởi vì cái sự thay đổi đó là cần thiết. Minh Tú đã chịu nhiều những cái mất mát do cái sự nóng tính của mình rồi, nhưng mà thay đổi đó là cái thay đổi ở bên trong Minh Tú thôi. Bây giờ Minh Tú cần phải output cái thay đổi đó ra như thế nào để mà khán giả nhận diện được và quen với một Minh Tú mới, và đôi khi sẽ cảm thấy thích thú hơn ở một cái Minh Tú trưởng thành hơn. Và nhiều khi cái sự chia sẻ của Minh Tú về cái quá trình trưởng thành của mình cũng sẽ là một cái bài học cho những cái bạn nào đó đang trên cái con đường mà cũng thấy nóng tính quá và cảm thấy là cái việc nóng tính không cần phải thay đổi. Em nói là em sợ anh nói em nó xạo, hoặc là em sợ anh nói em bay bổng. Em nói thử đi. Chiến lược của em là sống hạnh phúc. Đồng ý. Hồi xưa em là một người sống rất là kế hoạch và rất là lý trí. Khi em còn nhỏ em đã hoạch định ra kế hoạch em sẽ làm gì làm gì. Và từ đó đôi khi nó làm bản thân của em không có hạnh phúc. Cuối năm vừa rồi đến hiện tại năm nay, em vẫn có suy nghĩ là em thích cái gì, muốn định hướng trong tương lai của em như thế nào. Nhưng mà em không có quá lập ra một cái bản kế hoạch và phải đạt cho bằng được. Hầu như nguyên năm nay mọi người hỏi em làm gì, em chỉ nói đơn giản là năm nay là năm để em học và chơi. Em chỉ có đi hết nước này, rồi xong em đi về, em làm mấy ngày, rồi em lại đi, em coi, em học cái này cái kia. Khi mình làm chữa lành á, bản thân mình phải chữa lành đã. Mình phải vui vẻ, mình phải hạnh phúc. Mình phải happy với cuộc đời này của mình. 2023 của em là một năm mà em sẽ muốn sống ở bên trong hơn.
sống hạnh phúc hơn, chia sẻ đến nhiều người hơn, quan tâm với những người như gia đình mình, những người mà mình thật sự thân yêu, xây dựng những mối quan hệ nó bền vững hơn. Trước đây tất cả mọi chuyện Tú đều phải có hoạch định rõ ràng nè, anh thấy điều đó nó tốt. Cái cách làm việc mà có phương pháp và rõ ràng như vậy cho nên là mới giúp Minh Tú cũng sẽ có những cái sự thành công nhất định. Và đặc biệt là ở cái thời điểm đó có thể cái mục tiêu của Minh Tú khác. Mục tiêu của Minh Tú lúc đó là lo cho người khác chứ không phải lo cho mình. Đúng rồi. Và bây giờ khi mà Minh Tú đã lo được cho những cái người xung quanh mình và cảm thấy yên tâm về cái cuộc sống của họ rồi, thì bây giờ là lúc mà Minh Tú bắt đầu sẽ là cái thời gian, à đây là cái lúc tôi tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Cái mục tiêu của tôi lúc này chính là cái sự hạnh phúc của bản thân. Thì Minh Tú sẽ tự do hơn và đôi khi là sẽ làm những cái chuyện mà chỉ cần mình thích là được. Tháng 3 năm 2022, giai đoạn đó em rơi vào trầm cảm khá là nặng. Những lúc suy nghĩ nó rất là đen tối. Thì có một người bạn nói với em rằng á, thật ra những người mà thật sự yêu thương em á, họ cũng không có cần em phải cho họ gì hết. Ví dụ như ba mẹ em cũng không có cần tiền của em, cũng không có cần danh vọng của em. Thật sự yêu thương em á, chỉ mong muốn cái điều mà họ mong muốn nhất là thấy em sống hạnh phúc. Vậy thì bản thân của bạn bây giờ bạn đã sống hạnh phúc chưa? Nhưng mà Minh Tú có sợ là nếu như mà bây giờ mình bỏ đi cái kỹ năng hoạch định rồi phân tích vấn đề để mà lựa chọn, mình lựa chọn nó cảm tính hơn, mình nuông chiều bản thân hơn là mình chỉ làm những việc mình thích, làm những việc mình yêu thôi. Minh Tú có sợ là nó qua đi cái thời điểm mà Minh Tú còn nhận được sự quan tâm của công chúng. Và nếu mình không có một cái phương án dự phòng nào cho cái kế sinh nhai của mình, tới một thời điểm tự nhiên mình không còn được công chúng quan tâm nữa thì mình phải làm sao sống với nghề đây? Em cho bản thân em sống thoải mái nhưng lúc nào nó cũng sẽ có một cái giới hạn. Em sẽ lựa chọn hơn. Ngày xưa em sẽ luôn luôn chọn công việc. Có khi một ngày em làm hết tất cả các công việc đó. Dạ. Và em không có thời gian cho bản thân. Em không có thời gian để ăn. Mình ăn để có sức lực để làm tiếp. Em có suy nghĩ giống như nãy mới nói, bây giờ mà mình từ chối sau này mình không có show nữa, mình không có công việc nữa, mình không có tiền nữa. Cho nên không bao giờ dám nói lời từ chối. Cứ làm riết như vậy em cảm thấy em như một con robot. Lập trình bằng lý trí nhiều hơn là bằng con tim. Bắt đầu từ năm nay thì em muốn thả lỏng ra một chút xíu. Không phải nghỉ hết một năm đi chơi. Yeah. Thật ra khi mà em đi chơi là em vừa đi chơi em vừa đi học. Thường thường em đi trong một cái trip là em sẽ có học lớp nào nhỏ đó một tuần hoặc là mấy ngày về những cái kỹ năng mà sắp tới em muốn sử dụng trong cái con đường sự nghiệp sau này của em. Trước đó em sẽ hoạch định là ok, ví dụ như trong năm nay bao nhiêu show lớn mình sẽ ngồi, tính từ đó trước. Nhỏ thì ví dụ như ngày xưa 10 việc là phải làm hết 10 việc. Còn bây giờ nếu có 10 việc thì mình sẽ cân đo đong đếm xem ok, năm nay thì mình chỉ cần nhận 5 đến 7 việc thôi. Những cái việc nào mà nó đang không phù hợp thì mình có thể để qua năm sau. Hoặc là một cái thời điểm nào đó nó thích hợp hơn. Cần cái thời gian cho bản thân mình một chút xíu, refresh tinh thần của mình, sảng khoái lại thì mình làm việc nó mới hiệu quả hơn. Chứ không phải là bỏ luôn, không quan tâm gì hết. Đâu đó trong Minh Tú vẫn là một cái con người cũng phải có hoạch định, nhưng mà bây giờ hoạch định dễ thở hơn thôi. Dạ. Anh thì nãy giờ anh nhìn Tú nhiều, anh thấy là Tú đẹp đó chứ. Tú rất đẹp luôn á. Tại sao Tú lại nói là hồi xưa Tú không đẹp? Cái sự khác biệt giữa Minh Tú hồi xưa chưa có đẹp với Minh Tú bây giờ đẹp rạng ngời như vậy và cái vẻ đẹp này ai cũng công nhận hết. Cái sự khác biệt đó là ở chỗ nào? Đầu tiên là thẩm mỹ. Ai cũng sẽ đẹp lên là mình nhờ thẩm mỹ. Em không bao giờ phủ nhận thẩm mỹ. Ví dụ như mình làm da, mình làm răng, mình phun chân mày. Thẩm mỹ mà mình biết lựa chọn khoa học thì mình đẹp lên. Cái việc mà một người phụ nữ đẹp lên đó là cái quyền mà mình nên có được. Phụ nữ hay đàn ông đều cần đẹp. Bản thân mình phải thấy mình đẹp để mình yêu đời hơn. Thứ hai là em cũng thay đổi về suy nghĩ của em. Khi suy nghĩ của em lạc quan hơn, vui vẻ hơn, tự nhiên mọi thứ của mình nó cũng sẽ rạng ngời hơn. Tâm sinh tướng, bạn sống vui vẻ hơn, lạc quan hơn, bớt suy nghĩ tiêu cực hơn. Ví dụ như ngày xưa mà mỗi lần mình đọc comment trên mạng xã hội, người ta chê mình. Một là mình nhăn, hai là mình ấm ức, mình không ngủ được. Thì cái người thiệt đầu tiên lại là mình. Chứ người ta vẫn ngủ ngon mà. Cái người tổn hại là mình. Vậy thì tại sao mình phải vì những cái điều đó mà làm tổn thương đến mình? Em thoát ra hết những cái group đó rồi. 2 năm nay rồi. Nó toxic quá. Và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của em và tốn thời gian của em. Bây giờ em hội nhập vô mấy cái group cây, nghiện nhà. Những cái group mà nó cho em những cái thông tin mà em cảm thấy yêu đời hơn, lạc quan hơn. Mạng xã hội á, tích cực hay tiêu cực là do mình chọn. Em nghĩ là em tốt hơn, đẹp hơn một chút xíu, dễ thương hơn một chút xíu, hòa mình hơn một chút xíu. Nhưng Minh Tú hồi nãy có kể với anh rằng là hồi xưa Minh Tú cũng bị body shaming, bị người ta chê nhiều. Làm sao Minh Tú vượt qua được giai đoạn đó? Và làm sao để Minh Tú tin rằng là mình đẹp? Bây giờ em cũng không biết làm sao nữa. Em bị nhiều thứ, body shaming em thấy nó rất là bình thường từ khi em còn nhỏ. Hoặc là em bị
bạo lực học đường cũng từ nhỏ rồi. Lúc đó em cũng có tổn thương, cho nên nhiều khi nhiều người hỏi em là tại sao em hay ù lì, hay nhăn nhó, em hay bậm trợn, em hay kiểu trầm ngâm, không nói chuyện với ai thời gian hồi khi em mới vào nghề. Tại vì em đã trải qua quá nhiều tổn thương rồi. Những cái đứa trẻ mà khi bắt đầu đi học và lớn lên mà trải qua quá nhiều tổn thương về tâm lý, thường thường họ sẽ luôn xây dựng cho mình một cái rào cản, đó là phải nhăn, khó chịu để người ta không ăn hiếp mình. Ngày xưa mình nghĩ là mình lớn tiếng hơn người ta là mình thắng, hung dữ hơn thì nó sẽ không có đánh mình. Chỗ ngày xưa em đi học á là đánh là không phải một đánh một đâu anh, đánh hội đồng không à. Để giật số đâu đó. Em làm gì mà ta ghét em, ta đánh em dữ vậy? Thường thường là con trai đâu có đánh con gái. Nhà nghèo thì nó làm vậy đó anh. Để đơn giản thôi. Nó... mẹ em phải đi làm mà, đâu có ai đưa đón em. Em tự đi lên, em tự đi về. Thì khi mà mình không có nhiều người nhà đưa đón thì những đứa khác nó thấy là nó dễ ăn hiếp mình hơn. Hoặc là khi em học lớp 8, lớp 9 nữa, em còn chưa có cái gì hết, anh em xung đột gì nè. Xong rồi con trai nó cũng chọc. Đi ra đường nè, là kế bên có mấy cái quán trà sữa, nó uống chân trâu của anh. Xong anh đi ra nó thổi cái chân trâu bay, tổng hút bay vô đầu mình vậy. Nhưng mà mình có mình à, mình đâu có cự lại được. Mình cự lại là cả đám nó đánh mình là mình xui. Em còn nhớ em bị đánh mà rách áo luôn. Nhưng mà đã có bao giờ Minh Tú vì những cái lời chê bai của người ta mà Minh Tú muốn thay đổi một cái đặc điểm nào đó trên người mình không? Có chứ anh. Anh biết tại sao nhật ký ban công ra đời không? Tại sao nó tên nhật ký không? Tại vì cái tuổi thơ của em á, bao nhiêu lời căm hận, bao nhiêu lời trách móc, ghét cái đứa này, ghét cái đứa kia, ghét bản thân của mình, ghét hoàn cảnh của mình là em viết trong cái cuốn nhật ký đó. Nhưng mà chỉ khác là ngày xưa em không có cái ban công thôi. Đến lớn á, thì em vẫn giữ cái quan điểm là viết nhật ký, nhưng mà em rất hay ra ngồi ban công. Chỗ ban công của em là không biết nó hứng bao nhiêu nước mắt của em rồi đó. Từ nhỏ đến lớn em là người thích ở một mình để chiêm nghiệm những cái nỗi đau của em. Vậy thì cho tới thời điểm nào em mới thôi bị body shaming, và cho tới thời điểm nào em mới nhận ra rằng là mình đẹp? Đến cả bây giờ người ta vẫn body shaming em mà anh. Không những body shaming mà họ còn nói tới da phả nhà em nữa. Những cái lời nó rất là nặng. Đùi bự, mông xệ, mặt xệ, bụng phệ, họ vẫn nói mỗi ngày. Bây giờ họ nói xong thì họ thể nói qua là ba mẹ em. Em không có được giáo dục, em không có được này, không được kia. Nhưng mà em đâu có được sự lựa chọn đâu hồi nhỏ. Em đã rất là cố gắng rồi. Thực sự á, em không có quan tâm nhiều đâu. Nhưng mà có những cái lời á, nó tổn thương đến ba mẹ em. Giống như đợt vừa rồi á, một cái cơn sóng gì đó, rất là nhiều những cái nick đi vô Facebook của em, comment, nó rất là nặng. Nó không có thiên về bề ngoài của mình nữa, mà thiên về giống như là bởi vậy sinh ra ở chợ chỉ có vậy thôi, không có được giáo dục, không có này nọ, ABCD, không có bằng người này bằng người kia. Em đọc thì em bình thường, tại vì em hiểu. Nhưng ba mẹ em thì khác. Ba mẹ em lớn rồi. Ba mẹ em không hoạt động trong giải trí. Từ đó ba mẹ em cũng sẽ cảm thấy ba mẹ em là người có lỗi. Bởi vì ba mẹ em không có cho em được như vậy như vậy. Cảm xúc của người lớn mà, anh có giải thích cho họ như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ có tổn thương. Họ đổ lỗi cho bản thân của họ. Họ không có cho mình được một cái tuổi thơ nó đầy đủ. Đôi lúc cái những cái lời mà người ta viết cho đã, người ta viết đã cái miệng người ta, chứ người ta cũng không biết là cái người người ta đang chửi, người ta đang nói đang phải trải qua những cái việc gì. Không phải là cái gì mình nhìn ở ngoài nó như vậy là nó như vậy. Có những thứ mình nhìn thấy, mình nghe thấy, nhưng chưa chắc cái sự việc nó diễn ra 100% là như vậy. Nãy em có chia sẻ với anh, em có một cái mục tiêu, mục đích, ước mơ của em là em muốn, đến bây giờ vẫn không thay đổi, là nếu em không làm cuộc sống em tốt hơn thì em cũng không muốn làm tổn thương những người xung quanh em, nhất là gia đình em. Hiện tại anh thấy là đang có sự cố gắng rồi, bởi vì Tú cũng đang cố gắng hoàn thiện mình nhiều hơn, và cũng như là Tú đang cố gắng đi học. Anh nghĩ dần già rồi, khi mà càng ngày càng trưởng thành hơn và phát triển hơn, tiến bộ hơn, và thậm chí là học được nhiều hơn, thì những cái lời nói đó nhiều khi nó cũng vẫn còn ở đó, và nó không có vì cái sự cố gắng của mình mà biến mất đâu. Nếu mà nói là Tú ở đây bây giờ mạnh mẽ hơn, Tú có thể nhận thức được để mà không có bị tổn thương bởi lời nói đó quá nhiều, bây giờ chỉ lo cho ba mẹ thôi. Vậy thì còn những cái bạn trẻ ngoài kia, nếu mà các bạn ấy cũng đang ở trong cái tình trạng là bị bully, bị ăn hiếp về thể chất, về tinh thần, mạt sát, những cái lời chê bai, thì Tú sẽ có lời khuyên gì cho các bạn ấy để mà có thể giúp các bạn ấy vượt qua được cái giai đoạn đó? Cái này khó quá. Em là một người mạnh mẽ, nhưng mà em cũng đã từng biết rất là nhiều người
họ không vượt qua được. Và họ phải sống một cuộc đời nó hơi không bình thường, không tự tin bản thân của họ. Họ nhốt họ trong phòng. Tệ hơn là họ thường chọn những cái cách ảnh hưởng đến sinh mạng của họ luôn. À, thật ra những người xung quanh mình có khuyên như thế nào á, nó cũng chỉ là một cái nhất thời thôi. Mình mãi mãi sẽ không bao giờ trở thành một người hoàn hảo trong mắt mọi người được hết. Đồng ý. Sống hết cuộc đời này, bạn có là thạc sĩ, tiến sĩ, có là người vĩ đại trên toàn thế giới, thì cũng sẽ có một số thành phần không thích bạn. Họ không thích bạn là họ không thích bạn à. Một con người xuất hiện trên vũ trụ này phải chấp nhận được mình có ưu điểm và khuyết điểm. Nhìn nhận cái ưu điểm đó và mình phát triển nó theo một cách tốt hơn. Mình thay đổi. Kể cả việc Minh Tú đi học không phải là bởi vì người ta nói Minh Tú không có học mà Minh Tú phải đi học vì họ. Không. Minh Tú đi học bởi vì Minh Tú nhận thức là mình cần những cái kiến thức đó và nó tốt cho cuộc sống của mình. Chứ không phải mình đi học là bởi vì người ta đang nói mình không có đi học. Không phải vậy. Cái thứ hai, một cái số thành phần đó nó tấn công mình thì bắt buộc mình phải có những phương pháp để loại trừ. Bằng cách nào? Mình đừng có gia nhập vô mấy cái group đó thì đỡ tốn thời gian và đỡ tổn thương bản thân mình. Mình loại trừ bằng cách mình không gia nhập. Sẽ chủ động tránh xa những cái nguồn tiêu cực về mình. Đúng. Đừng dùng mạng xã hội theo một cách nó quá tiêu cực. Mình có quyền lựa chọn thông tin để nạp vào mà. Ừ. Tìm đến những cái nơi mà nó có thể chữa lành tâm hồn của mình là mình vui vẻ hơn. Thứ ba, nếu như những lời góp ý mà nó mang tính thành ý thì mình nên lắng nghe. Tại vì trong xã hội này có rất là nhiều người tốt. Tại vì họ thương mình á thì họ mới giúp mình tốt hơn. Còn nếu mà những người mà đang cố tình thấy mình như vậy và họ tấn công mình nữa thì mình đừng nên để những cái điều đó nó tổn hại đến sức khỏe tâm lý của mình. Ngoài ra thì những bạn là anh hùng bàn phím á, những người mà hay chửi người khác á, hoặc là dùng những cái lời comment nó rất là nặng nề. Mình tôi biết là ai trong chúng ta cũng đã từng như vậy. Mình cũng đã từng sử dụng mạng xã hội và mình cũng đã từng đâu đó ít hoặc nhiều lần mình cũng tổn thương người khác bằng cái lời nói của mình, vô ý hay cố ý. Nhưng mà mình hãy nhìn nhận nó, mình thay đổi nó tốt hơn. Bạn có bao giờ bạn giả sử bạn là cái người đó khi bạn bị nói như vậy, khi bạn tấn công như vậy, cả gia đình bạn cũng bị tấn công như vậy thì bạn sẽ là người như thế nào? Trước khi mà mình muốn nói một cái gì đó ra, mình muốn tổn thương người khác, mình hãy đứng ở cái khía cạnh người đó để mình nghe xem là mình có chịu được hay không. Đứa trẻ nào thì sau này cũng sẽ lớn lên làm cha với mẹ thôi. Thì bạn có chắc chắn rằng là sau này bạn cũng sẽ có thể trở thành một người cha tốt, một người mẹ tốt không? Hay là chỉ vì một cái sự bồng bột của bạn khi bạn còn trẻ, bạn còn sử dụng mạng xã hội mà bạn tấn công những người khác như vậy? Trước khi bạn nói người ta thì hãy nhìn lại bản thân của mình xem là mình đã thực sự hoàn hảo chưa mà mình đi đánh giá và tấn công người khác. Có nhiều khi một cái lời nói của bạn nó rất là vô ý nhưng bạn có thể khiến cho cuộc sống của một người họ kết thúc. Đó là nghiệp của bạn. Anh cũng từng trải qua cái giai đoạn tạm gọi là body shaming như vậy. Nói về anh thì người ta sẽ nói ừ thằng đó thế này thế nọ, có nghĩa họ lôi các đặc tính về ngoại hình ra để họ nói. Lúc đó thì anh chỉ nghĩ đơn giản một cái điều rằng là à bởi vì họ không thể hạ bệ mình được ở trong những cái lĩnh vực khác mà mình đang làm tốt, cho nên họ phải lôi ngoại hình ra để nói thôi. Anh nghĩ thêm một cái cách nữa cho bản thân mình để anh tự vượt qua, và anh nghĩ là nếu được thì các bạn có thể tham khảo cách này của Tiến. Nếu họ tấn công vào những cái đặc tính ngoại hình mà chính mình cũng cảm thấy đó là những cái khuyết điểm của mình thì nó có hai trường hợp xảy ra. Một là cái đặc tính ngoại hình này có thể cải thiện được, và hai là đặc tính này không thể cải thiện được. Nếu đây là một cái đặc tính về ngoại hình có thể cải thiện được, thứ nhất có thể là cố gắng bằng exercise, bằng vận động. Nếu mà mình cảm thấy cái sự thay đổi này là cần thiết thì mình sẽ cần phải cố gắng hơn. Cái thứ hai, cái có thể thay đổi được nhưng mà hơi tốn tiền tí xíu, ví dụ như làm răng chẳng hạn. Nhiều khi mình cũng cảm thấy là mình hơi bị không có tự tin với cái hàm răng của mình và mình bị bạn bè nó trêu chọc vì hàm răng đó của mình. Anh thì anh chỉ nghĩ đơn giản là à nếu như vậy thì thôi, giai đoạn này lỡ mình đang xấu hàm răng rồi thì thôi mình cứ cho nó chọc đi. Và bây giờ mình sẽ phải gán, mình học giỏi, mình làm, mình kiếm tiền để mình đủ tiền mình sửa cái hàm răng của mình. Nếu như đó là những cái nhược điểm mà mình cảm thấy là thật sự cần thiết mà mình sửa đổi, và khi mình sửa đổi mình sẽ tự tin hơn. Chứ còn thì anh cũng không khuyến cáo là ai nói cái gì mình cũng sửa theo. Còn nếu như đó là một cái đặc tính mà không có cách nào thay đổi được hết, đặc tính về ngoại hình mà người ta chê mà không có cách nào sửa đổi được, cho dù mình có vận động thể dục thể thao nhiều cỡ nào, thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ đập mặt xây lại cũng không sửa đổi được cái đặc tính đó đó, thì anh nghĩ là anh có một cái cách. Đó là anh sẽ tìm những cái người thành công mà có cái đặc tính y chang như vậy. Tự nhiên mình sẽ thấy rằng ủa,
tại sao người ta cũng như vậy đó, mà người ta cũng thành công nè, và người ta cũng được yêu thương nè, và người ta cũng có cuộc sống tươi đẹp nè. Vậy thì rõ ràng là cái đặc tính này nó không phải là cái đặc tính giới hạn mình lại để mình không xứng đáng được hạnh phúc nữa. Lúc đó anh cứ nghĩ là một số cái đặc tính về ngoại hình của mình, một số cái khuyết điểm của mình không có sửa được đâu, thì anh cứ lên tìm những cái người cũng có những cái đặc tính tương tự như vậy, và anh thấy là thật ra là họ sống hạnh phúc đấy chứ. Chính cái mạng xã hội lại cho mình thấy cái điều đó nó rõ hơn nữa. Nếu như trước đây mình đọc qua bài báo rằng là họ thành công như thế nào, xem một vài cái video phóng sự về họ để biết là họ hạnh phúc như thế nào, thì bây giờ nhiều khi mình cũng có thể tìm những cái người có cái đặc tính về ngoại hình y chang mình vậy đó, và họ đang rất hạnh phúc, và mình thấy rõ điều đó trên trang social của họ luôn, thì mình thấy được một cái điều rằng là thì ra là rõ ràng những cái con người này nè, khi mà có những cái đặc tính giống như mình và mình đang bị chê cười này nè, họ cũng hạnh phúc được, thì không có lý do gì mà mình không xứng đáng được hạnh phúc hết. Không phải là không ai yêu thương mình, mà bởi vì mình chỉ đang ở trong một cái khu vực nó quá nhiều toxic, mà mình không thấy được cái tình yêu của những cái thế giới bên ngoài là họ dành cho người như mình như thế nào. Và đúng như Tú nói, mình phải chủ động mình lánh xa cái nguồn năng lượng tiêu cực đó ra, và đem bản thân mình đi ra ngoài để nhận thấy được rằng là sẽ còn có rất là những nhiều người yêu thương và mình xứng đáng được hạnh phúc như thế nào. Và đôi khi cái hạnh phúc của mình, khi mà mình có một cái khuyết điểm nào đó đó, khiến mình sẽ phải nỗ lực cố gắng hơn ở những lĩnh vực khác. Bây giờ tôi biết rằng là cái cô đó cũng có cái đặc tính ngoại hình giống như tôi nè, cũng xấu nè, cô cũng bị chê nè, nhưng mà cô vẫn hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì cô đảm đang nè, cô nói chuyện dễ thương nè, cô tinh tế nè, rồi cô học giỏi nè. Thì mình biết là để mà có cuộc sống hạnh phúc như vậy thì mình sẽ phải cố gắng thêm những cái lĩnh vực này. Và nhiều khi mình có thêm những cái điểm tốt đó thì tự nhiên người ta không còn nhớ tới cái vấn đề ngoại hình của mình, là nó có cái đặc điểm gì hay khiếm khuyết gì nữa. Đó là cái cách mà anh bù cái năng lượng tích cực cho mình và cho mình một cái hy vọng để mình thấy được rằng là rõ ràng tất cả mọi người đều xứng đáng có một cái tương lai tươi sáng và hạnh phúc đó. Anh cũng đang muốn hỏi Tú một cái vấn đề nữa về body shaming. Thật ra cái này á, nó hơi bị lạm dụng cái chữ này. Cơ bản là một thí sinh trong một cuộc thi đi, nếu mà nhận xét những cái khuyết điểm về ngoại hình của cô ta thì có bị gọi là body shaming hay không? Cũng như là cái vấn đề mà anh nghĩ là Tú cũng đã từng gặp, mình chống lại body shaming bởi vì mình đã từng bị body shaming. Nhưng khi mà Tú bình luận ở dưới góc nhìn của một người làm chuyên gia, và Tú sẽ phải phân tích được rằng thí sinh này mạnh hơn thí sinh kia ở chỗ nào, tỷ lệ cơ thể của cô này sẽ hoàn hảo hơn, thì đó có phải là body shaming không? Hay đó là những cái nhận xét về chuyên môn và những cái phân tích để giúp cho mình chọn lọc được thí sinh nào tốt hơn thí sinh nào? Với quan điểm của em nha, thì nó sẽ dựa theo cái hoàn cảnh, cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của mình. Ví dụ như mình ở trên mạng xã hội hoặc mình ở ngoài đời, mình nhận xét như vậy thì nó có hơi phần là mình đang body shaming. Nhưng mình đang ở trong một cuộc thi, mình đóng vai trò là một giám khảo. Khi mình chấm điểm các thí sinh với nhau thì tất nhiên mình sẽ phải có những cái mốc điểm về ngoại hình, về kỹ năng. Bởi vì đang thi sắc đẹp mà. Dạ, catwalk, về chụp ảnh. Và mỗi một giám khảo ngồi đây thì sẽ luôn luôn có cái quan điểm nó khác nhau. Chỉ là chúng tôi có chung một tiêu chí, mỗi người sẽ có một cái nhìn về cái nét đẹp nó khác nhau. Và ở thí sinh này thì có cái lợi thế này, bản thân trong đầu mình sẽ có suy nghĩ đó chứ. Mình là con người mà, trách nhiệm là giám khảo thì mình phải có phân tích thôi. Nếu mình không có phân tích so sánh thì làm sao mà mình chấm điểm. Nhưng mà mình sẽ chọn cái cách chia sẻ như thế nào nghe nó vừa phải nhất. Khi mà cái người nghe, khi họ nghe thì họ sẽ không có bị tổn thương. Chứ còn trong đầu mình chắc chắn mình sẽ luôn có so sánh. Cái cặp bộ mình đi yêu mình còn so sánh mà. Mình phải so sánh để mình chọn lọc, để mình xem là cái bạn này mình nên chấm bao nhiêu điểm. Chỉ là nó phải phù hợp với cái hoàn cảnh. Tại sao mình phải có những cái suy nghĩ đó? Tại sao mình so sánh? Cái mục đích của cái việc so sánh nó có hợp lý hay không? Và khi mình đưa ra một cái lời bình luận thì nó cũng phải mang ít sự tổn thương, sát thương đến người khác. Đó là một sự góp ý, chứ không phải là một cái sự mà mình đang muốn tấn công họ. Nhưng mà trên mạng xã hội thì luôn luôn sẽ có một cái số, một cái thành phần mà họ sẽ luôn soi xét để mà họ đưa ra những cái quan điểm cá nhân của họ. Ai cũng có quyền tự do ngôn luận. Sự khi mà họ nói mà mình cảm thấy cái lời nói lúc đó của mình nó hơi nặng, nó làm tổn thương cô bé đó, thì mình cũng nên nhận một cái phần trách nhiệm của mình. Nhưng mà nếu như mà mình cảm thấy là nó là một cái lời góp ý, nó nhẹ nhàng để giúp cho bạn nó tốt hơn ở những cái vòng sau, thì em nghĩ nó là một cái sự mình nên làm. Vậy thì nhìn lại cái hành trình của Tú từ hồi xưa tới bây giờ á, thì anh tóm tắt được một số cái như sau. Thứ nhất là Tú khá là chủ động trong cái việc là khi mà đến với cái nghề này rồi thì tôi sẽ chủ động học hỏi thông qua cái việc là coi clip nè, rồi coi người ta biểu diễn nè, sau đó nữa là để Tú phát triển hơn trong nghề. Và anh nghĩ là cái này là cái mà rất nhiều bạn cần phải biết, đó là luôn luôn quan sát và phân tích rồi tại sao người này họ lại giỏi, họ lại được đánh giá cao, rồi cái đặc tính riêng của người này là cái gì, và phải quan sát và phân tích được để biết được rằng là
cái gì hợp với mình cũng khó chứ không có dễ dàng. Chắc là cũng có một cái năng khiếu thiên bẩm trong cái việc đó, trong cái việc quan sát, phân tích xong rồi lại tự mình có thể làm được mà không cần ai kèm cặp. Có một cái nữa là lắng nghe. Dù là em hay cãi đó, em cũng rất là lắng nghe. Có thể khi mà họ nói ra em sẽ không đồng tình, em sẽ nói ừ em vậy đó, nhưng mà em thấy vậy đúng mà. Nhưng mà thật ra đêm em về, những cái lời họ nói em ngồi em nghe rất là kỹ. Em tự soạn lại, em nhớ lại cái góc nhìn của ảnh nó đúng. Mà tại vì mình có những cái phân tích vậy là mình đang sai. Vậy thì đó là quan sát, đó là lắng nghe. Chủ động là bởi vì từ nhỏ em phải chủ động thôi. Em không có một cái nơi nào để mà em có thể bị động được. Cái điểm thứ tư mà anh thấy ở Tú đó là sự thức thời. Tú sẽ biết là ở cái thời đại này thì sẽ cần phải có social, phải làm thêm cái này cái nọ cái kia để mình tăng cái độ nhận diện. Bây giờ có thể Tú hơi dễ dãi hơn với mình một tí, nhưng mà trước đó như Tú nói, tất cả mọi thứ Tú đều hoạch định và cân nhắc rất là rõ ràng, gạch đầu dòng để mà bắt đầu mình so sánh. Anh thấy đó là một cái phương thức làm việc rất là khoa học. Thật ra vậy nè anh ơi, cái năm nay là năm để mình dừng lại và mình quan sát, mình chậm lại một chút xíu xem mọi người xung quanh và thế giới đang làm gì. Chứ mà mình cứ cuốn cuộn đi cái đường đó hoài một hồi mình không biết là mình đang đi đâu, mọi người đang đi đâu. Cái năm nay dựa vào nền kinh tế nè và nhiều yếu tố xung quanh, nó là cái năm mà mình nên đi chậm lại một chút, vừa đi và mình vừa xem xung quanh. Mình vừa quan sát xem là ok, cái con đường mình đang phát triển nó đúng chưa, mình đi đúng đường chưa. Năm nay nãy em nói với anh đó, là em đi chơi nhiều, có nghĩa là em vừa đi chậm nhưng em cũng vừa quan sát để xem là cái hoạch định, cái kế hoạch tương lai của em những năm tiếp theo sẽ như thế nào. Làm sao để biết là mình có đang đi đúng đường hay không? Mình dựa vào cái phép thử nào để mình trả lời cho bản thân mình câu hỏi đó? Đúng đường hay không, không ai nói cho mình biết. Đầu tiên mình có happy hay không? Mình có hạnh phúc hay không? Buổi tối đối với em á, em đi đúng đường hay không là tối em có ngủ ngon hay không? Sáng em dậy em có cảm thấy yêu đời hay không, yêu người hay không, yêu những người xung quanh, vậy yêu công việc. Vậy thì điều gì sẽ khiến Minh Tú không thể ngủ ngon vào buổi tối, ngoại trừ cái việc là mình nóng tính và làm tổn thương người khác? Làm quá nhiều việc có lỗi thì ban đêm mình sẽ không ngủ ngon, nếu mình làm quá nhiều việc không đúng đắn. Nhưng mà nếu mà chỉ ở khía cạnh công việc rằng là tôi sẽ làm việc theo định hướng này, và nếu nó chỉ là công việc thì đâu có gì mà gọi là không đúng đắn. Khi em đang nói đúng đường có nghĩa là em không chỉ nói về công việc, em đang nói về tất cả mọi thứ trong cuộc sống của em. Quan điểm của em thì sẽ khác nhiều người. Có thể đối với em á, là cuộc sống hạnh phúc là một ngày mở mắt dậy vẫn được hít thở, và đêm em nhắm mắt lại và em vẫn ngủ ngon, em không có phải bị lo toan gì hết. Những người thân yêu, gia đình em vẫn khỏe mạnh, bạn bè, những người mà em trân trọng, mấy tháng em không nói chuyện, chỉ cần lên Facebook em thấy là ok, công việc của họ tốt lên thì em cảm thấy an lòng. Cái quan điểm về hạnh phúc của em. Đã có một Minh Tú có thể trằn trọc vì lỗi lầm của mình đến mức là có thể ngủ không ngon, thì anh nghĩ rằng là cái lỗi đó sẽ không bao giờ phạm lại lần nữa, thì tại sao mình phải lo? Cũng có chứ anh. Trong tương lai thì mình sẽ không bao giờ cam kết được 100% là mình sẽ không phạm sai lầm. Nhiều khi mình tranh luận, mình nói ra những cái lời mà ban đêm mình dịch, mình sẽ suy nghĩ chết rồi, hồi nãy mình nói gì rồi, người ta có hiểu ý mình hay không, hay là người ta lại nghĩ là mình đang tấn công người ta. Thì em cũng sẽ dễ trằn trọc. Còn đúng đường trong công việc hay không thì rất khó, cần thêm thời gian để mình nói được. Cái chapter 1 của em á, nó đã xong rồi, bây giờ em đang bước qua chapter 2 thì em cần thời gian, đang đi học để chuẩn bị những cái nền tảng mà mình đi tiếp cái chặng đường tiếp theo của mình thôi. Anh nghĩ thì mình cũng không cần quá áp lực về cái việc là đúng hay không nữa. Mình cứ trải nghiệm, nếu như cái con đường này bây giờ mình nghĩ nó là đúng, mình đi nhưng mà đi giữa chừng mình thấy nó không đúng và mình thấy có vấn đề thì mình sẽ phải sửa lại thôi. Dạ đúng. Chúng ta sẽ còn rất là nhiều cái cơ hội và rất nhiều thời gian để mình cứ tiếp tục trải nghiệm, và không ai biết trước được rằng là cái con đường hiện tại của mình và những việc mình đang làm ở hiện tại liệu rằng trong tương lai nó có còn đúng hay không. Nhưng mà cơ bản chỉ rằng là đầu óc tỉnh táo để mà mỗi một lần mình không có thành công, mỗi một lần mình thất bại, mỗi một lần mình vấp ngã, mỗi một lần mình có vấn đề gì đó thì mình phải biết được cái nguyên nhân tại sao, mình phân tích để mình né tránh và cố gắng không phạm lại nó lần nữa thôi. Trong cái chapter 2 này 4-5 trang đầu Tú có thể viết không đúng, viết theo cái kiểu gì đó mà Tú không có hạnh phúc, đâu có nghĩa là Tú sẽ không thể viết lại. Thất bại cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng mà Tú có sợ rằng Tú nói như vậy sẽ vô tình làm cho các bạn khán giả nghĩ rằng là Tú đang văn vẻ quá không? Thất bại mà hạnh phúc là như thế nào? Em là một người thất bại mà, em có nhiều thất bại trong cuộc sống, chỉ là em chỉ không chia sẻ nhiều cái thất bại của em thôi. Vậy thì cái thất bại nào mà Tú cho rằng đó là hạnh phúc? Không có ai hạnh phúc khi thất bại hết trơn. Có thể khi mà mình thất bại, mình sẽ cảm thấy buồn. Mình phải nhìn ra được cái hành trình, mà những cái bài học mà mình học được khi mình thất bại. Tại sao mình thất bại? Mình phải đúc kết được để lần thứ sau mình đi, mình làm cái đó, mình sẽ né được để mình tốt hơn.
thì đó là hạnh phúc. Vậy thì thất bại không có quan trọng, quan trọng là có rút ra được gì sau cái thất bại đó hay không thôi. Con đường mình đi đúng hay sai không có ai nói cho mình biết đúng hay sai, và nó cũng không có một cái quy chuẩn là đúng hay sai. Nhưng sau 30 tuổi mình phải biết mình có con đường để mình đi, chứ mình không thể nào lay hoay khi mình còn trẻ được. Chưa tìm được con đường nhưng mà mình đã xác định được đó là con đường tôi sẽ đi, và tôi sẽ phải cố gắng đi trên con đường đó. Thì rồi mình phải phấn đấu để mình đi. Mà mình đi giữa chừng rồi mà mình sai, mình té, thì mình phải cố gắng mình đứng lên, mình tiếp tục đi. Rồi lỡ tới giữa chừng đó mình phát hiện là con đường này nó không có hợp với mình thì sao? Thì bắt buộc lúc đó mình phải ngồi mình phân tích. Đối với em nha, em lúc đó là 40 rồi thì em sẽ chọn rẽ nhánh. Vậy thì cơ bản rằng là không có cái thời điểm nào là nó muộn hay là nó không phù hợp cả. Bởi vì ở mỗi thời điểm mình sẽ có những cái giải pháp nó phù hợp cho cái thời điểm đó. Cái câu này thì là hầu như là tất cả mọi người đều đã nghe rồi. Hạnh phúc nó không phải là đích đến mà nó là hành trình. Từ thành công, thất bại, té, đứng lên, không như ý, được hạnh phúc, mất mát. Chí lý, bởi vì chính anh cũng học được nhiều cái bài học từ những cái lần chưa có thành công của mình. Anh thì anh không gọi đó là thất bại đâu, mà anh gọi là chưa thành công thôi. Anh khi mở trong một cái phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm về khoa học đi, thì nó cũng là những cái phép thử y chang như vậy. Anh cho chất này vô với chất kia, rồi không được thì lại cho chất nọ với chất khác, có nghĩa sẽ thử vô vàn những cái phản ứng khác nhau cho tới khi anh tìm được đúng cái phản ứng mà mình mong muốn. Cái điều quan trọng là cứ với mỗi một cái phản ứng mà anh thất bại á, anh sẽ biết được rằng là à, con đường nó đi không được, mình sẽ không đi con đường đó nữa. À, với cái phản ứng mà nó thất bại như thế, nó sẽ cho ra cái kết quả như thế nào. Cái kết quả này có thể là anh không có cần ở cái phản ứng hóa học này, nhưng mà đôi khi sau này ở một cái ứng dụng khác anh lại cần cái kết quả đó. Khi mà mình đã có một cái tư duy nó tương đối rạch ròi và tỉnh táo để mà mình tự mình ngồi mình phân tích á, có nghĩa là đồng ý lúc mình bị thất bại, lúc mình bị vấp ngã là cứ ngồi đó khóc tu đi, được quyền buồn, được quyền chán nản này nọ. Nhưng mà rồi tới một lúc mình phải đứng dậy, thì cái lúc đứng dậy đó mình phải có phương pháp. Đó là mình phải ngồi mình phân tích lại hết, phải tỉnh táo phân tích ra cái vấn đề, và chỉ cần là mình còn rút ra được bài học thì nghĩa là mình chưa có gì gọi là thất bại hết. Cái điều anh sợ nhất đó là tới một lúc mà mình thất bại xong mình không rút ra được cái gì hết, chợt nhận ra mình không hiểu tại sao lần này mình thất bại, thì đó mới là cái điều đáng sợ. Trong cái sự nghiệp người mẫu của em thi bao nhiêu cuộc thi không bao giờ em đạt giải nhất, không bao giờ. Trong cái thời điểm đó thì đối với em nó là thất bại. Tất nhiên qua một thời gian mình lớn hơn, mình thay đổi thì mình nhìn nhận lại, mình sẽ hiểu được à, lúc đó tại sao mình thất bại. Đúng ý. Chứ còn ngay thời điểm đó mình sẽ cảm thấy là tôi đã rất là cố gắng, tôi làm hết, tôi dốc hết sức, mà tại sao như vậy, tại sao như vậy, tại sao mà tôi không bao giờ được may mắn như người ta ABCD. Nhưng lúc đó thì mình sẽ nghĩ nó là thất bại. Nhưng sau này bắt đầu mình lớn hơn, mình trải qua những cái thử thách lớn hơn, thì mình hiểu à, mình đã đúc kết ra được những cái bài học gì để vận hành trong cuộc sống của mình. Bất chấp cái trên con đường đi của mình có thể mình sẽ phải va vấp bao nhiêu lần, mình sẽ phải té đau như thế nào, mình có thể sẽ bị người ta ăn hiếp ra sao, có thể là mình sẽ phải trải qua bao nhiêu cái thất bại đi chăng nữa, thì chỉ cần là mình cố gắng tỉnh táo để mình biết được rằng là cái lý do mình thất bại và mình né tránh nó, không để cho nó xảy ra lần nữa là ok rồi, là tốt lắm rồi. Anh học được ở Minh Tú đó là thức thời và luôn phải có cái sự thích nghi của bản thân mình với cái cuộc sống hiện tại và với chính mình. Với chính mình ở đây đó là đôi khi mình phải nhìn lại để coi là à, tới thời điểm để mình bắt đầu mình yêu thương bản thân rồi, thì bắt đầu mình dành nhiều cái cảm xúc và cái sự thỏa mãn cho bản thân mình hơn, mình chiều chuộng nó thêm chút xíu. Nhưng mà cái sự thức thời của Tú đó là à, phải nhìn nhận được rằng là xung quanh mọi người đang làm những cái gì và có những cái công cụ gì để giúp mình có thể tiếp cận được với công việc một cách tốt hơn. Anh muốn hỏi một cái câu cuối cùng thôi. Nếu như Tú xem cuộc đời Tú là một cái bài toán cần phải giải đi, mỗi một lần mình gặp một cái vấn đề là giống như nó đưa một cái bài toán ngay trước mặt mình, thì Tú sẽ là người giải cái bài toán này theo cái phong cách nào mà Tú sẽ giải quyết bài toán cuộc đời của mình mỗi khi mình gặp phải một cái vấn đề hay một cái dấu chấm hỏi nào đó? Từ khi em còn bé cho đến lúc em bắt đầu 15-16 tuổi thì em thường giải cái bài toán đó theo một cách chi tiết và cẩn thận nhất, là phải hạn chế mình phạm sai lầm ít nhất có thể. Em không có quá nhiều điều kiện để có thể phạm quá nhiều sai lầm. Từ 18, 25, 26 tuổi thì em giải cái phương trình bài toán của cuộc đời em, trừ và chia. Em sẽ loại bỏ nhiều, loại bỏ những cái khuyết điểm của em, giả mang một chút xíu là em sẽ loại bỏ hết những cái mà nó đang không đốc thúc trong cái con đường phát triển sự nghiệp của em. Nghĩa là nếu có những đặc tính nào đang cản trở Tú tiến tới cái mục tiêu mà Tú nhắm tới, thì ví dụ, sẽ mạnh tay, dạ, cắt bỏ và đó. Kể cả những cái mối quan hệ xung quanh. 18 tuổi mà sẽ thường là đi chơi, đi coi phim, đi du lịch. Em không có thời gian, em bỏ hết những cái đó, cắt. Em sẽ tập trung vào việc đi kiếm tiền. Tôi phải nổi tiếng, tại vì nổi tiếng thì tôi mới có nhiều show tôi mới có tiền. Là chỉ có cắt bỏ yêu đương, em còn không yêu đương nữa là anh biết rồi đó. Đôi khi nó quỵt tẹt một cách dân giả ra đó là kiếm tiền.
từ 25 cho đến 30 tuổi. Tất nhiên cũng sẽ có cộng trừ nhân chia, nhưng mà nó sẽ sử dụng nhiều phép cộng hơn. Cộng cái gì? Cộng hưởng. Khi mình muốn cái tim mình bự ra, tất nhiên mình sẽ người bạn đồng hành của mình. Mình lắng nghe nhiều hơn. Mình cộng thêm những lời góp ý của nhiều người hơn. Cộng nhiều vô để mình tốt hơn, công việc của mình phát triển hơn, con người của mình cũng sẽ thay đổi nó một cách tích cực hơn. Nhưng bắt đầu từ 30 đến bây giờ thì phép chia em sử dụng nhiều hơn. Chia cái gì? Cho đi nhiều hơn. Chia những cái của mình có cho người ta nhiều hơn. Những sự hiểu biết của mình, những cái vấp ngã của mình mà mình đã học được, tài chính của mình, tình yêu thương của mình. Sau khi em làm bài phép chia rồi thì em cảm thấy là cái con số của em nó sẽ được tròn chỉnh nhất. Tôi biết sao không? Qua cái cách trả lời của Tú á, cảm thấy Tú là một người cầu toàn. Có bao giờ Tú bị áp lực bởi chính cái sự cầu toàn của mình không? Em nghĩ là ngày xưa thì em có. Nhưng đến bây giờ thì cũng có, nhưng mà em bắt đầu dần dần thay đổi. Em không còn áp lực nhiều nữa. Ngày xưa em là một người cầu toàn. Vậy thì Tú đã phải làm cách nào để mà bắt đầu giải tỏa bớt những cái áp lực mà do chính mình gây ra lên bản thân mình? Anh nghĩ đó cũng là một cái loại áp lực mà không có dễ đối phó đâu. Bởi vì nhiều khi mình đòi hỏi và mình yêu cầu của bản thân cao quá, nó làm cho mình áp lực và mình bị nặng nề, mình không còn cảm thấy thoải mái nữa. Nãy là anh tính kết cái podcast này đó. Nhưng mà với cái câu trả lời của Tú thì anh nghĩ đây cũng là một cái vấn đề mà đáng để mình phân tích. 23 trở đi, em là một người rất là cầu toàn. Cầu toàn đến một mức em trầm cảm rất là nặng. Dù xung quanh mọi thứ em không có gì xảy ra hết. Tình yêu tốt đẹp, tài chính tốt đẹp, gia đình khỏe mạnh, bạn bè vui vẻ, muốn mua gì cũng được. Cuộc tại sao em lại bị trầm cảm vì cái sự cầu toàn của mình? Tại vì mình luôn nhìn lên và mình quên nhìn xuống. Mình mãi mãi chỉ nhìn lên và mình mãi mãi đi so sánh mình với người khác. Và mình mãi mãi sử dụng cái phương thức giải bài toán của cuộc đời họ và áp dụng vào cuộc đời mình. Đó là cái điều nó không đúng. Mỗi người sẽ có một cái bài toán nó khác nhau. Và chỉ có mình mới dùng cái lập trình và cái phương trình của mình giải đúng cái bài toán của mình. Nhưng trước đây thì em không nhận ra. Em luôn bị là người ta làm được, mình sẽ phải làm được. Tại sao người ta lại được như vậy, còn mình thì không? Em nói em không biết anh có hiểu không? Em nói em sợ nhiều người không có hiểu. Tại vì không phải ai cũng trải qua những cái vấn đề như em. Khi mà từ nhỏ em bị tổn thương tâm lý nhiều á, thì cái điều mà em bị một cái thói quen nó không tốt, đó là luôn muốn chứng minh tôi sinh ra trong nhà nghèo nhưng tôi vẫn sẽ thành công được. Tôi không có đầy đủ cha mẹ nhưng tôi vẫn sẽ thành công được. A, B, C, D, những cái hoàn cảnh tốt đẹp nhưng tôi phải được như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Và em bị thôi thúc cái việc đó. Tại vì em cảm thấy là tôi phải giàu thì tôi mới được người ta tôn trọng. Tôi phải giỏi thì tôi mới được người ta khen ngợi. Tôi phải đẹp thì tôi mới được người ta tôn sùng, khen đẹp này nọ. Mọi thứ của em đều muốn cầu toàn hết tất cả mọi thứ. Từ đó một cái thời gian dài nó sẽ làm cho em bị áp lực. Em không hạnh phúc. Em bị rơi vào một cái vấn đề là tại sao mình cố gắng rất là nhiều mà cũng không bao giờ vừa lòng ai hết. Tại sao tôi có làm tốt như thế nào tôi cũng bị mang đi so sánh. Cố gắng không tra mà tôi cũng bị mang đi nói. Tôi cố gắng đi catwalk tốt nhất cũng bị chê cái này chê cái kia. Tôi giảm cân cũng bị nói, tôi không giảm cân cũng bị nói. Tôi cố gắng sống lành tính cũng bị nói, tôi phát ngôn bừa bãi cũng bị nói. Bị rơi vào một cái trạng thái là tôi có thật sự phù hợp, có nên tồn tại tiếp tục không? Em từng suy nghĩ vậy. Tôi có nên tồn tại tiếp tục trong cái cuộc đời này không? Tại vì tôi cảm thấy tôi làm cái gì á cũng xấu hết. Chuyện gì đã xảy ra để mình Tú có thể hiểu được rằng thì mình nên như thế nào? Tháng 3 2022 á, là em rơi một cái trạng thái. Em đã từng đi tư vấn bác sĩ tâm lý luôn rồi. Em rơi vào một trạng thái trầm cảm khá là nghiêm trọng. Trước đó thì vẫn diễn ra, nhưng nó ở trong vòng kiểm soát của em. Nhưng đến một giai đoạn mà em ngồi ở tầng 30 và em nhìn ra ban công và em muốn em hòa mình vào chỗ đó. Là đến cái lúc mà em tự nhận thức là nó nặng rồi. Có nghĩa là trước đây em suy nghĩ, em trầm cảm, em buồn, em khóc, em stress, em không ăn, em này nọ. Nhưng có đến một cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà nó hơi cấp báo về cái việc là em không nhận ra được giá trị của mình. Em cảm thấy em tồn tại giống như một cái gì đó dư thừa vậy. Mình có thành công hay là mình làm gì á, mình có một mình hưởng thôi. Trong khi những cái người trên mạng á thì miệt thị ba mẹ mình. Mình chưa có lo được cho ba mẹ mình hết mà ở đây ba mẹ mình phải đi hứng chịu những cái việc mình làm. Em sẽ bị tổn thương về cái việc là em đã không bảo vệ được gia đình của em, bạn bè của em, những người em thương yêu. Mà bởi vì những cái việc em làm mà họ bị tổn thương. Thì em cảm thấy em làm rất là tệ. Em tự hỏi là em có nên tồn tại không? Vậy thì Minh Tú bây giờ nghĩ về cái câu trả lời cho câu hỏi đó như thế nào? Gần đây nhất
chắc 2 tuần. Vào một đêm đó em khóc một mình rất là lớn. Là cái đêm ba em đang nằm trên giường bệnh và phải đọc được những cái comment của những bạn không thích em. Và họ nói về việc gia đình em không giáo dục của em. Có những thứ không thể nào thay đổi được, anh hiểu không? Em không có quyền lựa chọn và họ cũng không có quyền lựa chọn. Ai mà không muốn con mình tốt? Ai mà không muốn cho con mình một cuộc đời nó đầy đủ như bạn bè? Có những cái vấn đề, những cái thử thách trong cuộc sống nó không giúp họ, nó không có thể nào để họ có thể chọn bạn được. Đó là thử thách. Không có ai cha mẹ nào muốn sinh con ra mà không có cho con mình được cuộc sống trọn vẹn hết. Nhưng mà rốt cuộc là hôm đó ba đọc xong rồi ba thế nào? Tất nhiên là ba em buồn chứ, ba em méo chứ. Nhưng mà ba em đang trong tình trạng sức khỏe nó không có tốt. Ba đang có tình trạng sức khỏe không tốt thì sao còn để cho ba? Thật ra thì cha mẹ mà thì sẽ luôn luôn thương con mình, sẽ luôn muốn coi con mình hôm nay úp cái gì, con mình hôm nay ăn ở đâu, đi chơi ở đâu, làm cái gì. Thì vô tình lên Facebook mở lên coi thì thấy thôi. Có một cái iPad thì kiểu như con thì không sống gần cha mẹ, cho nên là cha mẹ muốn xem là hôm nay con tôi làm cái gì, chỉ là vô tình lên coi thôi. Thì khi coi thì vô tình đọc được. Buổi chiều hôm đó thì em cũng giải thích, thì người ta kiểu như người ta khó chịu, người ta không vui thì người ta sẽ nói như vậy thôi, một vài ngày nữa thì người ta sẽ quên rồi nó lại qua. Nhưng mà anh biết người lớn mà, người lớn họ đâu có hoạt động trong giới giải trí đâu, họ đâu có hiểu. Và họ đã từng, kiểu như họ sẽ cảm thấy đó là cái lỗi của họ. Họ không ngủ được, họ không ăn được. Nhiều cái vấn đề, cái hậu quả nó xảy ra chỉ đơn giản là một cái câu bình luận của các bạn thôi. Các bạn sẽ mãi mãi không hiểu được cái người mà các bạn đang nói nó đang phải trải qua, đã từng hoặc đang trải qua những cái việc gì. Bây giờ thì em tốt hơn, tìm đến những cái nguồn năng lượng nó tích cực hơn. Em thoát ra mấy cái group đó. Em cảm thấy cuộc đời em nó giống như là thả được 10 kg ra ngoài á. Em gia nhập vào những nơi mà em cảm thấy là em tìm được tình yêu của con người, tình yêu thương. Ở ngoài rất là nhiều người yêu thương lẫn nhau, mà chỉ đó giờ mình đi vô một cái cộng đồng nó quá toxic thôi, là do mình. Nên bắt đầu em đi ra ngoài nhiều hơn, gần với thiên nhiên hơn, gặp con người trực tiếp hơn, chứ không còn gặp con người trên mạng xã hội nữa. Ít lại. Anh thấy đó là một cái hướng tốt. Và anh nghĩ là Minh Tú sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì qua những gì Tú chia sẻ thì anh thấy là Tú có rất là nhiều trải nghiệm. Và cứ với mỗi một cái trải nghiệm thì Tú luôn luôn tìm cho mình một cái giải pháp và một cái hướng, bắt đầu mình đối đầu với nó, từ từ mình trở nên mạnh mẽ hơn. Anh chỉ mong rằng là Tú sẽ ngày càng tiếp tục mạnh mẽ như vậy, và càng ngày Tú sẽ càng có thêm nhiều những cái giá trị cho chính bản thân mình và kể cả cho tất cả những cái bạn ngoài kia. Bởi vì cái podcast của Tú nó không phải là cái vấn đề của riêng Tú nữa, mà anh nghĩ là cái vấn đề của rất là nhiều người và rất nhiều bạn trẻ. Anh thấy lên đọc comment đó là rồi cảm ơn chị Tú bởi vì thế này thế nào thế kia. Tú đang làm một cái điều rất tốt, đó là có thể sẽ có một cô bé nào đó giống Minh Tú y hệt đáng ngoài kia kìa, và đang gặp những cái vấn đề tương tự vậy đó. Và biết đâu nhờ xem cái podcast của series của Tú làm, hoặc là xem cái series của anh làm và có Tú ngồi chia sẻ ở đây, cô ta có thêm cái động lực để biết được rằng là gán thêm đi, thêm vài năm nữa có thể mình sẽ được giống như chị Tú. Anh nghĩ đó là một cái kết quả tích cực mà anh em mình đều muốn hướng tới. Và tất nhiên là cả anh và các em ở mỗi một cái thời điểm của mình đều sẽ có những cái vấn đề mà quá sức mình sẽ ở thời điểm đó mình không có chịu được. Mình phải yếu đuối. Mình buộc phải yếu đuối. Nhưng mà cứ cho phép mình yếu đuối đi, rồi sau đó mình sẽ tìm cách để mà mình mạnh mẽ hơn. Bởi vì một khi mình đã bị tổn thương rồi thì cơ thể mình nó sẽ thích nghi bằng cách là nó sẽ làm sao? Một là nó sẽ chai đi, nó có sức đề kháng, không còn bị tổn thương nữa. Hai là mình sẽ biết cách và mình hiểu được rằng là cái nào mới là giá trị thực. Giống như là Tú bây giờ thoát khỏi các group đó và bắt đầu tiếp cận với những con người thực tế bên ngoài để thấy được rằng là cuộc đời tốt đẹp hơn rất là nhiều. Chúc cho Tú nhiều sức khỏe, và đặc biệt là chúc cho tình trạng sức khỏe của ba Tú sẽ ngày càng tốt hơn. Ba Tú sẽ sớm vào xem những cái comment ở những cái đoạn clip hay là những cái kết quả mà Tú đạt được, và sẽ thấy là có rất rất là nhiều những cái khán giả khác cũng đang yêu thương Tú. Và ba Tú sẽ hiểu được rằng là khi mà một người đã chấp nhận làm nghệ sĩ rồi thì cho dù có cố gắng và tốt cỡ nào thì cũng sẽ có fan và sẽ có anti fan mà thôi. Con hy vọng là nếu mà chú có xem cái podcast này thì chú cũng sẽ đồng cảm với con và với Tú, để hiểu được rằng là chính tụi con và tất cả mọi người khác làm nghệ sĩ thì tụi con cũng đều sẽ có những cái năng lượng tích cực từ rất rất là nhiều người yêu thương mình. Nhưng mà có một số nhỏ những cái người không yêu thương mình và cố tình dùng những cái từ ngữ để đả kích, để làm tổn thương tụi con á, thì cái đó cũng bình thường thôi, và cái đó chỉ là thiểu số thôi. Tụi con sẽ vượt qua được hết. Và con chắc chắn với chú là Tú cũng sẽ như vậy, cho nên chú yên tâm nhé.
hôm nay là cho anh thấy một mình Tú rất là khác so với những gì anh tưởng tượng, và anh yêu quý Tú hơn. Và đôi khi những cái lúc yếu đuối ở những chỗ cần thiết đó của Tú á, cho thấy Tú cũng là một con người, chứ không phải Tú không phải là một robot mà quá mạnh mẽ tới mức mà không ai tiếp cận được. Em là một con bánh bèo. Thực ra thì em cũng sẽ có những cái lúc rất là yếu đuối và em cũng khóc chứ. Em cũng sẽ chọn những cái người mà đủ thông cảm, đủ thấu hiểu, đủ rộng lượng để mà em yếu đuối với họ. Xả ra, xả bớt ra. Bởi vì anh thấy cái vấn đề duy nhất của Tú hiện giờ chỉ là đôi khi Tú phải giữ những cái đó trong lòng quá nhiều thôi. Khi Tú xả ra thì anh thấy là sẽ qua hết thôi, không có vấn đề gì. Nhiều khi chỉ đơn thuần là không cần ai cho mình giải pháp, Tú chỉ cần một nơi để Tú xả ra và Tú thấy nhẹ người là ngày hôm sau mình làm việc tốt được rồi. Bây giờ trước khi mình kết thúc cái podcast hôm nay thì Tú cho anh biết một tí xíu về cái cảm xúc của Tú đi. Khi mà hôm nay qua đây ngồi nói chuyện với anh, rồi hôm trước hỏi anh xong, bữa nay lại ngồi đây và bị anh hỏi trở lại và khui quá trời nhiều chuyện của Tú. Cảm xúc của em thì cũng sẽ giống như mọi người là cũng rất là vinh hạnh khi được trở thành một trong những người có thể trò chuyện với anh. Hồi xưa em với anh chỉ biết nhau qua các show truyền hình. Mình không có cơ hội để nói chuyện nhiều với nhau. Mình thường thường nhìn nhau bởi những cái hình ảnh và những cái lời mà người ta nói về nói về đối phương thì mình sẽ có những cái nhìn nhận nó không có đúng đắn. Ví dụ như em ngày xưa em nghĩ là anh sẽ chảnh lắm, ví dụ vậy, hoặc là anh cũng sẽ khó gần, hoặc anh cũng sẽ nghe lại từ em. Nhưng mà khi mà em ngồi với anh cái podcast Nhật ký ban công cho đến bây giờ, em cảm thấy em thay đổi hoàn toàn, hầu như là hoàn toàn về Dược sĩ Tiến. Em không muốn gọi là Dược sĩ Tiến, em muốn gọi là anh Tiến. Thì đối với em, anh giống như một người anh, lắng nghe được và em học được từ những cái trải nghiệm của anh và cái cách chia sẻ của anh với em. Ví dụ khi mà mình ngồi podcast á, thường thường á, em sẽ không có chia sẻ nhiều. Em sẽ kiểm soát được những cái mà em muốn và những cái em không chia sẻ. Em chỉ mở lòng khi nào trái tim em bị rung động. Thì khi mà em nói chuyện với anh á, em cảm thấy giống không, này không phải là một cái show, mà em đang cảm thấy là đây giống như một người anh và họ đủ thông cảm và thấu hiểu để mình có thể chia sẻ những câu chuyện này với họ. Đó là lý do mà tại sao em mới chia sẻ hai vấn đề mà nó nằm ngoài dự đoán của em. Thứ nhất là về việc cầu toàn của em. Thứ hai là về ba của em. Yên tâm đi, em đã vượt qua nó lâu rồi. Và em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những cái thử thách trong cuộc đời nó mang đến cho em. Cái tập podcast của anh á, em nghe lại rất là nhiều lần. Em còn tìm luôn cả cái thần số học của anh mà. Đúng không? Chứ còn không thì ai, em đâu có chơi thân với anh đâu, làm em đâu có thể nào nhớ. Em phải tìm xem là tại sao cái người này họ lại có những cái trải nghiệm này và họ nói được cái này. Rất là vui khi mà biết thêm anh Tiến. Em cũng hy vọng là sau này không cần tham gia show, nếu mà có cơ hội thì anh em mình vẫn có thể gặp nhau, có thể nói chuyện với nhau về nhiều vấn đề khác. Đó cũng sẽ là vinh dự của anh. Bởi vì đúng như Tú nói là trước khi gặp Tú thì anh cũng nghĩ là ồ chết rồi, có khi nào cô bé này sẽ chảnh với mình không ta, không có nói chuyện với mình không ta. Bởi vì anh bước vào showbiz với một cái sự tự ti rằng là mình là kẻ ngoại đạo ở cái show năm đó. Anh không biết là chết rồi, không biết Tú có chấp nhận mình ngồi đó không ta, không biết Thùy có chấp nhận mình ngồi đó không ta, Kiều Loan có nghĩ gì khi mình ngồi đó không ta. Mấy bạn này là celeb, là người nổi tiếng rồi thì mấy bạn này đánh giá mình sao ta, một cái ông đồng bóng làm những cái chuyện tào lao như thế nào. Có nghĩa là anh cũng lúc nào cũng bị tự ti và cũng bị lo ngại về cái ánh nhìn của mọi người đối với anh, cho nên là anh cũng sẽ bị gồng cứng thôi. Anh sẽ không có thoải mái để mà đến connect với em, bởi vì anh chỉ sợ rằng là cái việc anh chủ động đến connect với em, nói chuyện với em sẽ vô tình làm em đánh giá là ôi ông này thấy sang bắt hoàng làm họ. Vô tình nó là cái khoảng cách, mà cũng chính vì vậy là hai anh em mình chỉ có giao tiếp công việc với nhau thôi. Và rất may mắn, không biết làm sao mà cơ duyên nào mà để mình có thể là kết nối được với nhau thật sự qua cái podcast đầu tiên với Tú. Và bây giờ đó là cái động lực để anh làm ra nguyên một cái podcast. Anh không biết là cái số đó của anh với Tú đã giúp được bao nhiêu người, nhưng mà cơ bản cái số đó đã tạo ra thêm tiếp 18 số này nữa, để tiếp tục nó lan tỏa tiếp tục và giá trị của nó cứ kéo dài. Và nếu như sau 18 số này của anh lại có một cái người nào khác bị ảnh hưởng này mà lại tiếp tục làm podcast, thì nó lại tiếp tục lan tỏa cái giá trị đó ra nhiều hơn. Và cuối cùng chỉ cần giúp được một người thôi thì nó cũng đã rất xứng đáng cho tất cả công sức anh em mình bỏ ra rồi. Cảm ơn Tú rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe những cái tâm sự của Tiến và Minh Tú cho tới tận cái giờ này. Bởi vì Tiến cũng biết là hai đứa Tiến nãy giờ nói chuyện nhiều lắm. Tất cả những gì mà Tiến và Tú chia sẻ ở đây á, nó chỉ có giá trị tham khảo thôi. Bởi vì đó là những cái mà Tiến hoặc Tú đã trải qua và cái cách mà Tiến và Tú đã dùng để xử lý cái vấn đề của mình. Nhưng nó không có nghĩa rằng đó là cái giải pháp tốt nhất. Cho nên nếu quý vị có bất kỳ một cái sự bất đồng nào trong quan điểm đối với Dược sĩ Tiến hay là đối với Minh Tú, thì quý vị cũng đừng ngần ngại để lại cái comment ở dưới ngay cái podcast này nhé. Bởi vì đó sẽ chính là những cái lời góp ý rất là quý báu mà đôi khi Tiến và Tú cũng sẽ học được rất nhiều từ chính những cái comment của quý vị đó. Còn nếu như có bất kỳ bạn nào đang trải qua một cái vấn đề nào đó mà
nó không phải là cái vấn đề mà nãy giờ Tiến và Tú ngồi đây nói chuyện. Các bạn chưa thấy đồng cảm trong cái vấn đề này, và các bạn muốn được nghe những cái lời chia sẻ từ những người khác với những cái vấn đề khác mà gần với các bạn hơn, thì các bạn cũng comment cái vấn đề của các bạn ở đó. Tiến sẽ tìm cách liên hệ và tìm được một cái vị khách mời cũng có những cái kinh nghiệm về những cái vấn đề tương tự như vậy để chia sẻ với các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để lắng nghe chia sẻ của Minh Tú và anh Tiến. Hy vọng rằng là chuỗi podcast DST Boss sẽ giúp cho tất cả các bạn sẽ có nhiều sự đồng cảm hơn, chia sẻ hơn, giúp cho các bạn ít nhất là sẽ có những cái năng lượng tích cực hơn ở trong cuộc sống này, có đủ mạnh mẽ để dám đương đầu với những cái thử thách và giúp cho cuộc sống của mình lạc quan hơn. Cảm ơn anh Tiến và chúc cho anh Tiến sẽ có nhiều sức khỏe. Chúc cho podcast sẽ có nhiều season hơn nữa. Và giống như cái mục tiêu ban đầu của anh, đó là chỉ cần giúp cho một người thay đổi được một tư duy, sống vui vẻ hơn, lạc quan hơn, đó là cái mục đích cao cả nhất. Ok, cảm ơn Tú. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những số tiếp theo nhé.